Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm tổ chức niệm Phật một đêm nhân 49 ngày của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không. Đại Đức Thích Giác Nhàn chia sẻ lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về lợi ích của sự niệm Phật. Thời gian ngày 10 tây tháng 9 năm 2022 dương lịch nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày rằm tháng 8 năm Nhâm Dần, tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một đêm, đêm thứ bảy, tức là 49 ngày của Đại Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hà Không Giác Nhàn có vài lời để chia sẻ và hướng dẫn về A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay là tuần thất thứ bảy, tức là ngày mai là đúng 49 ngày của Lão Phật Gia Ân Sư Thượng Tịnh Hà Không, Ngài đã vãng sanh rồi. Và hôm qua thì có thiêu nhục thân của Ngài. Và chúng tôi cảm nhận thấy Ngài là một vị Bồ Tát hiện thân biểu pháp cho cõi ta bà của chúng ta. Và một vị Bồ Tát sống hiện hữu trong cõi này đã xiển dương tu pháp môn tịnh độ. Đó là cái sự may mắn cho hành giả tịnh độ đã gặp một vị Bồ Tát hiện thân trong cõi ta bà này. Cái việc mà Ngài hiện thân để mà thuyết pháp trên 60 năm, đó là một loại hiện thân của các vị Bồ Tát mà chúng ta không thể làm được, chúng ta không thể bì nổi, không thể sánh kịp. Sáng ngày mai sẽ xem lại cái đĩa là loạt ảnh kỷ niệm cuộc đời hạnh nghiệp của Ngài. Cái đĩa này chúng tôi rất là tâm đắc.
có thầy Minh soạn nói đến cuộc đời của Ngài. Và cái buổi thất đầu tiên chúng tôi có nói đến Lão Phật Gia Thường Tịnh Hà Không. 8:30 sẽ mở cho đại chúng xem lại. Và khi Ngài còn sống, Ngài có cái biểu pháp để lại những bài thuyết pháp. Chúng tôi nghĩ nếu là phàm phu không thể nào có thể giảng được bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mấy trăm tập, kinh A Di Đà, kinh Tứ Thập Nhị Chương, vân vân, tất cả các kinh, cuối cùng Ngài quy về giảng Đại Kinh Khoa Chú, giảng Tịnh Độ. Cái hạnh nghiệp của Ngài thực sự là Bồ Tát, rõ ràng không phải bàn cãi chi nữa. Và cái sự ra đi của Ngài cũng là một bài pháp không lời, tức là Ngài thị hiện ra đi hỏa thiêu. Tổ sư Ấn Quang cũng hỏa thiêu, để lại vô lượng vô số xá lợi rất nhiều. Chút xíu nữa thầy Minh sẽ đọc cái đoạn mà trong văn sao có nói đến xá lợi của Tổ sư Ấn Quang. Và của Ngài Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ Bồ Tát để lại hơn 2.000 viên xá lợi. Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ đệ tử của Tổ sư Ấn Quang, cũng là hỏa thiêu luôn, để 49 ngày. Mỗi ngày hơn 600 người tình nguyện đến để niệm Phật cho Ngài tại Đài Trung. Rồi đến Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ra đi cũng tại Đài Trung nơi chùa Cực Lạc. Và cũng để gần như là 49 ngày, đặc biệt chỗ này. Cho nên khi Ngài ra đi để lại một cái biểu pháp, đó là tăng ni Phật tử nên thiêu. Chút nữa thầy Minh cũng sẽ đọc cái đoạn này, Tổ sư Ấn Quang khuyên mọi người nên thiêu đi. Phật, rồi các vị A-la-hán, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-nan, vân vân, các vị đó đều là thiêu hết. Có cái đạo lý trong đó. Không có xây tháp lớn và để mà đưa cái thân vào trong tháp. Tuy nhiên có một số các vị hòa thượng, đó là cái hạnh nguyện của Ngài, chúng ta không có thể bàn hoặc là suy tính trong đó. Nhưng mà riêng các vị mà ra đi mà để lại cái biểu pháp thiêu đó, hôm nay chúng tôi nói một chút xíu về cái việc này. Thưa quý vị, là chúng tôi chúc mừng cho các vị có cái nhân duyên mà trong 7 tuần thất đến đây niệm Phật từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Không phải là 49 ngày mình niệm Phật cầu cho Ngài vãng sanh, Ngài đã vãng sanh rồi. Mà mình chỉ niệm Phật để kết duyên với Ngài, để lúc lâm chung Đức Phật A-di-đà, Đức Quan Âm Bồ-Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát và Ngài cùng Thánh chúng xuống tiếp dẫn mình vãng sanh. Ở trong này ai muốn vậy đâu, giơ tay lên. Vậy là ai cũng muốn phát nguyện vãng sanh hết đúng không? Như vậy là cái việc mà để niệm Phật kết duyên với Ngài đó, thì đây là một cái nhân duyên rất thù thắng. Chúng tôi nghĩ là nhân duyên rất thù thắng. Mà cái đặc biệt là khi chúng tôi vừa khởi niệm lên để mà tổ chức niệm Phật, thì không hiểu sao cái cách niệm Phật này mà đại chúng hưởng ứng. Và một cách niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, một câu niệm trong mấy chúng tôi và một câu để trống đó, và đi cũng là cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó, rồi ngồi cũng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó, và lạy cũng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cách này tuyệt. Chúng tôi đã áp dụng nhiều ngày tháng ở khu chuyên tu, hôm nay lên áp dụng đại chúng, đại chúng coi như là duy trì được suốt trong 7 đêm qua. Và không những đêm nay là đêm cuối 49 ngày là ngưng lại không niệm Phật tối thứ bảy nữa, mà chúng tôi sẽ tiếp tục mỗi đêm thứ bảy. Bởi vì một số quý thầy như thầy Quán, thầy Từ, thầy rất thích. Thầy nói đúng là có sự gia trì của Lão Phật Gia Thượng Tịnh Hạ Không, tụi con mới có thể niệm Phật 12 tiếng, hoặc là có những người họ niệm đến sáng luôn. Như chú Phát đây nè, hôm nay ông phát tâm, ông đưa đoàn Phú Yên. Đâu đoàn Phú Yên đâu, đứng dậy xem. Toàn bộ đoàn Phú Yên đâu, gần 200 người, chân chẳng hóa tay đoàn Phú Yên đi. Đặc biệt có Đại Đức Thích Quảng Sơn chủ trì chùa Cảnh Thái. Mọi người chiêm ngưỡng, hay đứng dậy chút xíu cho mọi người, chiêm ngưỡng.
Rồi, chút nữa chúng tôi sẽ nói một chút xíu cái duyên về cái chùa Cảnh Tháo quý Phật tử ở đây. À, quý vị ngồi xuống. Tối hôm nay toàn bộ quý Phật tử ở chùa Cảnh Thái lên trên này cộng tu sẽ học cái cách để mà kinh hành rồi lễ Phật, để về dưới đó để mình tu, để mình làm biểu pháp cho mọi người Phật tử đi vô chùa Cảnh Thái để mà biết cách lễ Phật ha. Dạ vâng. Thưa quý vị, về cái việc mà hỏa thiêu đó thì Tổ sư Ấn Quang ngài có khai thị, ngài nói rằng là người mà lúc lâm chung á, nếu mà họ tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên và họ có tính hạnh nguyện đầy đủ á, thì họ không mang cái thân chung ấm, vừa tắt thở là tâm thức họ đã vào liên thai và họ đã trong khoảng sắc na Đức Phật A Di Đà đã tiếp dẫn họ vãng sanh rồi. Vì vậy cho nên thành ra cái người này thiêu cũng được mà không thiêu cũng được, không sao, cái thân này không có ảnh hưởng gì nữa cả. Nhưng mà thường các vị mà đã vãng sanh được, họ có cái hạnh nguyện để họ thiêu để mà cái biểu pháp để lại xá lợi, hay là ngài Hải Hiền để nguyên cái nhục thân luôn. Còn những người mà tạo những nghiệp xấu ác, họ vừa tắt thở họ đọa vào trong ác đạo á, thì thực sự đây là một cái điều mà mọi người phải suy nghĩ rằng lúc mình lâm chung cái thần thức của mình tùy theo nghiệp mà nó đi thọ thân khác. Mà nếu mà người mà mang cái thân chung ấm, tức là khi ra đi họ liếng tiếc cái thân này, hay nói khác hơn là họ chấp pháp, tức là chấp vào nhà cửa, tiền bạc, con cái, vật chất, xe cộ ruộng vườn, những cái gì ngoài thân gọi là pháp chấp, và họ chấp vào cái thân của họ, và họ chấp vào trong cái tư tưởng của họ, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, thì thường là họ mang cái thân chung ấm. Thường là họ mang thân chung ấm, tức là trong 49 ngày hoặc qua 49 ngày họ cứ mang cái thân đó, họ đi lơ lửng trong không gian này rất khó đầu thai. Cho nên mình phải tạo những công đức mình hồi hướng cho họ. Mà những người này thì rất cần thiết về sự thiêu, vì mình không hỏi thiêu cho họ thì họ chấp vào nấm mồ, chấp vào cái xác này. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang nói là nên thiêu để họ bỏ cái phần đoạn sanh tử, họ chấp vào cái xác thân này. Vì vậy cho nên thành ra lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không thực sự thiêu ra xá lợi. Chúng tôi nhìn thấy một số xá lợi, một số các vị có nói hình giống như Phật Di Đà, hình xương của ngài giống như Phật Di Đà, giống như Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi nhìn vô thấy cũng giống thiệt. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà ngài ra đi, ngài để lại cái biểu pháp. Cho nên thành ra quý Phật tử hôm nay mình thấy cái biểu pháp như vậy, mình về mình phải dặn gia đình của mình. Dặn sao? Con à, cháu à, em à, anh à, ông à, bà, lúc tôi lâm chung nên cho tôi đi vào lò hỏa thiêu nha. Có nhiều người họ dặn như vậy, gia đình người ta kêu là chưa có chết còn sống mà nói cái chuyện đó nó không có tốt. Không phải vậy, mình phải sắp đặt trước, sắp đặt sẵn sàng trước. Bữa giờ rồi chúng tôi mới nghe cái đĩa Hòa Thượng ngài có trả lời một câu hỏi mà thiệt là hay, hôm nay nói ra cho đại chúng nghe nha. Thực sự hôm nay chúng tôi lên là thông báo cái chương trình mỗi thứ bảy tiếp tục mình tu, và chúng tôi hướng dẫn cái cách để chúng ta tu hơn là chúng tôi sẽ giảng. Tuy nhiên mình thực hành mình phải thông được cái lý. Và mỗi lần mà buổi tối chúng tôi lên nói chuyện một chút như vậy là Phật tử tu không có bỏ nửa chừng. Không à, tu đến 2-3 giờ sáng, có khi tu đến sáng luôn. Vì vậy cho nên thành ra đêm hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp và có thể là chúng ta tu tập làm 2 ca ha. Có người hỏi Hòa Thượng Tịnh Không như vậy, ngài có sợ chết không? Thì ngài nói là tôi không sợ chết, bây giờ tôi chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tử tế rồi. Cái chỗ này hay. Mình thì mình chưa thấy cái chết như thế nào cho nên mình nói không sợ. Chết đâu là mình sợ rồi, chứ đừng có nói chuyện chết. Coi lại đi, đâu là mình rung rồi, mình quíu rồi. Bác sĩ nói là mình là ung thư hoặc giả là bị bệnh chữa không được, còn khoảng vài tháng nữa là mình quíu rồi. Vì sao vậy? Mình chưa chuẩn bị cho cái chết. Mình chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị cho cái gì? Cưới vợ, gả chồng cho con cái, xây nhà, xây cửa, lo con cái học hành, lo làm ăn, mần ăn,
lo đủ thứ hết trơn. Khi cái chết nó đến cái mình hốt hoảng bất ngờ liền, bởi vì mình không lo, mình không lo cho cái chết, cho nên cái chết nó đến với mình rất là bất ngờ, đột ngột quá. Có bà già bên Úc mà bà 80 tuổi rồi, bà nói tôi chưa muốn chết mà sao cái chết đến với tôi. Vì sao bà nói cái câu này? Vì bà chưa chuẩn bị chết và bà chưa biết chết đi đâu, đúng không? Coi lại chỗ này, đâu phải là già mới chết đâu. Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Coi lại đi. Bây giờ mình chuẩn bị lo xây một cái nhà, mà chuẩn bị tiền bạc, đất đai, giấy phép xây dựng vân vân, mọi thứ mà chuẩn bị càng tốt chừng nào thì mình xây dựng cái nhà càng tốt chừng đó, đúng không? Còn chuẩn bị không tốt là mình có khoảng 2 tỷ mà mình xây cái nhà mình dự trù là 3-4 tỷ, 4-5 tỷ, thì cuối cùng nó đổ nợ ra là lúc đó mình hoảng hốt, mình lo toan, đúng không? Chuẩn bị không tốt. À, cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Nhưng mà mình coi lại cái cuộc sống này có cái gì là nó bền chắc hay không, rồi mình cứ lao đầu vô đó để chuẩn bị những cái giả mà cho nó thiệt tốt như vậy. Rồi cái thiệt là cái mà để mà mình mang cái nghiệp vãng sanh á, là tịnh nghiệp á, mình chuẩn bị không tốt. Chỗ này là cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không mà nhân cái ngày 49 ngày đêm hôm nay niệm Phật, chúng tôi cảm ngộ được cái câu này của Ngài. Ngài tôi không sợ chết do tôi chuẩn bị cái chết nó quá đàng hoàng rồi. Nó quá đàng hoàng rồi. Ở chỗ này chúng tôi nhấn đi nhấn lại, lập tới lập lui để quý vị hiểu cái chỗ này. Coi lại đi. Suốt cả cuộc đời mình không có cái gì mà không chuẩn bị trước. Từng miếng ăn, tối nay ngủ sáng mai phải nghĩ ăn cái gì rồi. Từng miếng uống, rồi từ cái nhà ở, từ chiếc xe, chuẩn bị mua chiếc xe là cũng phải suy nghĩ. Rồi cho con cái đi học hành, cái gì cũng lo mà để toàn tâm vô trong đó lo luôn. Mà cuối cùng gì? Có mang đi được không? Không mang đi được. Nhưng mà phải lo không? Phải lo, nhưng mà tùy duyên mà lo. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Chứ có nhiều người người ta nói là không lo gì hết, giống như người khùng điên thì sao? Những người không biết cái gì nữa hết, cho nên họ không lo gì hết. Không phải như vậy. Cái người tu tịnh độ, người ta biết hết tất cả, nhưng mà người ta biết cái gì cần phải lo trước để mình mang đi được, cái gì là tùy duyên để mình lo. Nhà cửa, con cái, học hành, sự nghiệp, vân vân, tùy duyên mà lo. Hai cái chữ tùy duyên này nó hay cực kỳ. Cái chữ tùy duyên, tùy duyên là sao? Ví dụ như cái chùa của chúng tôi 2007 mở pháp hội, nghe theo hòa thượng nói là 3 năm, mở 3 năm, đến 2010 cũng là một chánh điện bằng tôn ột ẹp, mỗi lần đẩy cái cửa là làm bằng bánh xe bạc đạn, đẩy phùng mang trận mắt, đẩy nó nặng quá, cũng tùy duyên để đó. Đến 2010 gặp ông đó, ông cúng 2 tỷ xây cái này nè, là cái chánh điện quý vị đang ngồi. 2010 á, rồi ông cúng thêm 1 tỷ rưỡi nữa làm cái mái che ngoài kia. Rồi sao không biết khiến Phật gia hộ, có cái anh chàng đó, anh làm về cái ngành ráp ráp sắt tiền chế, anh lên anh đo rồi xong xuôi hết rồi, cái anh mang lên anh ráp. Trong vòng 1 tháng là xong luôn. Mãi đến hôm nay là 12 năm. Tùy duyên. Cứ để đó tùy duyên. Không khởi niệm phải làm gì cả. Rồi cứ lo ở trong đó mà chân thật niệm Phật. Rồi Phật cũng sắp xếp lo cho mình đầy đủ hết. Cái việc mà mình niệm Phật tích lũy cho cái việc vãng sanh, nó là quan trọng. Còn cái chuyện xây chùa chiền bổn đạo nhiều ít gì đó là tùy duyên. Hiểu chỗ tùy duyên không? Tùy duyên, tùy duyên. Cái tùy duyên nó rất là hay. Bởi vì cái tùy duyên mà khi mà họ ngộ vào cái cảnh giới này rồi là họ không phan duyên, không phan duyên. Còn có người mình phan duyên là vất vả, cực khổ lắm. Người phan duyên hay xây chùa là đi mượn bỏ kêu gọi. Cái người mà gọi rằng là phan duyên mà muốn cho con cái học hành có tiếng tâm với mấy người khác á, với những đại gia là phải cho học nước ngoài, hoặc giả là mình phải làm sao cho nó giỏi, nhưng mà nó dở mình đau khổ liền. Đúng không? Rồi mình làm sao cho nó có của cải vật chất để mà xứng đôi vừa lứa với những người đại gia khác, mà mình làm không được cái rồi trong mạng mình không có cũng đau khổ liền. Người này phan duyên mà, họ làm cái gì họ cũng phải muốn rằng cho bằng được người khác, thì họ phan duyên họ rất khổ. Còn người tùy duyên là sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong, tâm không vạn sự đều không, tâm họ an nhàn, nó không dính mắc gì cả. Chỗ này phải ngộ về cái chỗ này rất là sâu. Hôm nay mình nghe mình phải cảm ngộ cái chỗ này. Mình ngộ là mình thông về cái lý. Khi mình thông về được cái lý rồi, bắt đầu mình hành cái sự. Mà sở dĩ vì sao người ta không hành được cái sự vậy? Nói niệm Phật hay niệm chất chất và bữa họ bỏ.
rồi nói chuyện từ duyên, họ nghe chút xíu rồi bắt đầu họ cũng bỏ từ duyên, họ đi phan duyên, là do họ cảm ngộ cái lý này không có sâu. Coi lại đi, nếu mà họ cảm ngộ về cái lý này sâu á, tức là họ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để họ cảm ngộ sâu á, thì họ sẽ hành được cho con. Họ hành được. Đó. Vì vậy cho nên cái việc mà để lúc lâm chung á, mọi người hôm nay chúng tôi nhắc lại, dầu cho người đó là 20-30 tuổi, mười mấy tuổi, về cũng dặn cha mẹ. Mà hôm nay chúng tôi nói đây là chúng tôi cũng dặn quý thầy. Nếu mà đủ duyên được 5-10 năm, 20-30 năm, 3-4 năm, 5-7 ngày không chừng, vài chục năm nữa chúng tôi ra đi thì sao? Để lại 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần tùy theo quý thầy. Rồi thiêu đi. Rồi coi có cái hạt xá lợi nào đó, có không có gì đó, có cái gì đó thì muốn lưu lại vài hạt thì lưu, còn không thì đi rải, còn Phật tử thích thì cho người muốn cà phê mang về uống, vậy xong. Hôm nay nói chơi chơi mà thiệt á. Có mấy cái chùa đó, hôm bữa có vị hòa thượng trước khi chúng tôi đi Mỹ, hòa thượng cũng 90 mấy tuổi rồi ạ. Cuối cùng hòa thượng nói, tôi quý thầy, kêu con có làm gì đâu, được cái gì đâu, vô danh tiểu tốt, nói chuyện bù lu bù la với mấy Phật tử niệm Phật, cái gì đâu, hòa thượng quý trọng con. Kêu hôm nay tôi lên tôi chơi thầy, tôi ăn bữa cơm. Thêm nữa là tôi thích thầy là nuôi các bà già. Tôi không có nhân sự, không có quý thầy, tôi muốn nuôi lắm mà tôi nó không được. Bây giờ tôi hiểu cái cảnh già, bây giờ ngày 90 tuổi hiểu cảnh già. Đi nó lụm khụm, nhiều lúc không có người dắt, nhiều lúc nó đuối, sụm lên sụm xuống, rồi tôi hiểu cái cảm giác của mấy người già. Rồi con cái họ bỏ họ đi, cho nên không có chăm sóc được mà thầy nuôi mấy bà già là tôi quý lắm. Mà lúc đó đông, lúc 24, 15, 23 đó là 800 bà cụ. Trời, dừng che toàn là liên hàng ráp không. Rồi cuối cùng lên ngồi ăn cơm trưa với hòa thượng. Cái đạo lý này nghe hay nè nha. Cái hòa thượng mới nói là tôi cũng có cái điều muốn lên để chia sẻ với thầy, cũng hỏi ý kiến thầy làm sao. Cái con có tài giỏi gì đâu, hòa thượng hỏi con. Kêu là tôi cũng có nỗi ưu tư, tôi xây hai cái chùa, mà hai cái chùa cũng khang trang lắm, mà hai ông đệ tử ông xây hai cái tháp cho tôi sẵn, bây giờ tôi cũng chả biết nằm ở chỗ nào. Bây giờ hai ông nào cũng nín thỉnh tôi. Khi hòa thượng mất, hòa thượng qua chùa con nằm, con xây cái tháp sẵn rồi. Cái vị kia cũng nói khi hòa thượng mất, hòa thượng qua cái tháp của chùa con xây sẵn rồi, bây giờ tôi cũng không biết nằm tháp nào. Cũng lo phải không ạ? Cũng lo. Nếu mà nằm bên ông này á, nằm bên ông Nhàn mà không nằm bên ông Minh á, thì ông Minh ông ganh tị đâu. Có nhiều lúc mà ổng kiếm chuyện nữa chứ, ông xích mích huynh đệ lẫn nhau nữa. Cái trời ơi, đơn giản, không có gì hết. Bởi vì lúc đó là hiểu cái vấn đề là thiêu rồi đó. Tôi kêu giờ hòa thượng thiêu đi, hòa thượng đưa hai hũ cốt qua hai cái tháp là xong. Ông kêu ồ hay quá, cái này hay. nhiều lúc hòa thượng ngài không nghĩ đến chuyện thiêu á, cho nên không nghĩ ra cái chuyện này. Cho nên thành ra là chúng tôi nghĩ đến chuyện thiêu, cho nên mới nói hai cái tháp là hai hũ cốt, đúng không? Rồi xong, hai vị đó hoan hỷ. Ông kêu được, tôi làm cái vụ này được. Quý vị cũng phải di chúc trước cho con cái của mình, ông bà cha mẹ, chứ không mình nhắm mắt rồi họ làm theo cái kiểu của họ cho coi. Làm theo kiểu của họ, họ mang đi chôn rồi họ mang đi hiến xác nữa chứ. Cái chừng cái chuyện hiến xác nó nguy hiểm nữa. Hiến cơ, hiến xác, mình chưa có tự tại là vãng sanh, mình chưa có thâu thần tịch diệt, chưa có tự tại ra đi, mà cuối cùng người ta moi ruột, moi gan, người ta mang cái xác mình đi đâu, người ta làm cái gì đó không biết. Cái chuyện đó người ta khuyến khích ai làm thì làm, mà riêng chúng ta hôm nay là phải theo Phật, theo Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Tổ sư Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Đâm và Hòa Thượng Tịnh Không. Mới mấy bữa trước thiêu, mình cũng thiêu. Hôm nay ai thiêu đâu, giơ tay lên coi. Đúng rồi, thiêu hết đi, thiêu sạch sẽ. Cái chỗ mà Ấn Tổ Ngài nói là nếu mà chôn một thời gian họ cải mồ cải mã, nó phơi xương phơi cốt lên nữa chứ. À, vì vậy cho nên thành ra cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay, quý vị có mặt tại đây cũng như mọi người trên thế giới, là pháp hội mình bao nhiêu năm nay là thiêu không? Rồi 49 ngày nếu mà được thì mình gì? Rải luôn. Về cái việc mà hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ về cái việc thiêu như vậy thôi. Giờ thầy Minh sẽ đọc cái đoạn Tổ sư Ấn Quang nói về cái lợi ích của cái việc hỏa thiêu như thế nào. Và sau đó chúng tôi sẽ nói một số những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang rất là quan trọng. Thêm đó nữa là chúng tôi sẽ trực tiếp để hướng dẫn quý vị lại cái cách lạy để cho nó đúng, và cách đi kinh hành vân vân mọi thứ ha.
gói gọn trong khoảng 1 tiếng hơn một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về Lâm Chung Châu Tiếp, hay còn gọi là mái chèo Lâm Chung. Phật Chế Tăng khi mất phải hỏa thiêu, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Vì thế từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sanh. Như nay Thích Tử vội vàng lo hỏa thiêu cho xong việc, chẳng tuân cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa thở hắt ra, liền vội thay áo, dời động để kịp nhập khám 1-2 ngày, rồi liền hỏa thiêu. Có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật. Phật nói con người có 8 thức, tức là tri thức. 5 thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. 6 thức là ý. 7 thức là mạt na, còn gọi là truyền tống thức. 8 thức là a lại gia, còn gọi là hàm tàng thức. Khi con người sanh ra, chỉ có 8 thức này đến trước nhất, các 8 thức kia đến sau. Đến lúc chết, 8 thức này cũng ra đi sau cùng, các 8 thức khác lần lượt đi trước. 8 thức chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. 8 thức này thông linh, nên khi con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Vì thế con trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Khi thức đã đi, thân này sẽ không còn mảy may tri giác nào. Nếu chỗ nào còn ấm là thức ấy còn chưa rời đi, động chạm đến vẫn biết đau khổ. Lúc ấy, kỹ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, dời động, vân vân. Nếu hơi động đến sẽ đau khổ, khó chịu đựng nổi. Bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, 3 thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng rời nhau. Như người sống có hơi ấm thì thức còn hiện hữu. Thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi 3 bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở có thể tra cứu được. Tổ sư Ấn Quang khai thị tăng tục khi mất nên hỏa thiêu là tốt nhất. Từ khi Phật Pháp truyền sang phương Đông, tăng chúng đều được an táng theo cách hỏa thiêu. Những bậc cao nhân thông đạt, sùng tín Phật Pháp đời Đường, đời Tống cũng thường dùng cách này. Vì Phật Pháp trọng thần thức, chỉ sợ đắm chấp thân xác chẳng thể giải thoát được. Thiêu đi thì sẽ biết thân xác này chẳng phải là ta, không còn đắm chấp nữa. Lại vì người đã khuất tụng kinh niệm Phật, mong cho họ chứng được Pháp thân. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hạ, bi ký về việc Linh Nham Sơn Tự xây dựng tháp Phổ Đồng cho tứ chúng. Khi Phật Pháp hưng thạnh vào thời Đường Tống, người tại gia thường dùng cách hỏa táng, nhưng hãy nên thuận theo thói đời mà chôn cất, vì sợ kẻ chấp trước câu nệ sẽ lầm lạc nói ra nói vào, chứ thật ra thiêu sẽ dễ dàng, gọn gàng hơn. Qua 49 ngày rồi, hãy thiêu là ổn thỏa. Chôn lâu ngày thì rất có thể xương cốt bị phơi bày. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 2, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Tổ sư Ấn Quang khai thị về Xá Lợi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Như nói đến Xá Lợi thì đó là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, xương nơi thân, hoặc linh cốt, xương thiên, do giới định huệ của người tu hành đạt được, chứ không phải do luyện tinh khí thần hợp thành. Đây chỉ là tướng biểu thị tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật.
chẳng phải riêng gì sau khi chết đi đem thiêu thịt xương tóc trên thân biến thành xá lợi. Xưa có vị cao tăng tắm gội bèn được xá lợi, lại còn Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc rớt xuống biến thành một chuỗi xá lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc bản Long Thư Tịnh Độ Văn, từ trong ván in hiện ra xá lợi. Lại có người theo hình Phật, theo kinh, kim đâm xuống bèn được xá lợi. Lại có người chết rồi đem thiêu, xá lợi vô số, môn nhân ai nấy đều có. Có một người đi xa chưa về, lúc về cúng tế trước tượng, cảm khái đau buồn, bèn được xá lợi ngay trước tượng. Ngày thiêu hóa trường Khánh Nhàn thiền sư, trời nổi cơn gió lớn, khói bay ra xa 30-40 dặm. Chỗ nào khói lan tới đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Hãy nên biết xá lợi do đạo lực tạo thành, kẻ luyện đan không biết căn do, đón bừa là do tinh khí thần luyện thành. Người biên tập kính cẩn nhận định, đêm hôm sau lễ trà tỳ hỏa thiêu đại sư Ấn Quang, kiểm được hơn 100 hạt xá lợi ngũ sắc, tròn trịa chói ngời, tỏa sáng lấp lánh. Lại còn có những đóa hoa xá lợi to hay bé, và xá lợi máu, răng vân vân, 32 hạt, tổng cộng hơn 1000 viên. Tăng tục trong núi không ai chẳng kinh ngạc, bảo là chuyện hiếm có. Cư sĩ Viên Đức Thường ở Vô Tích lại nhặt lấy linh cốt vụn xương của đại sư đem về, cả nhà xúm lại chiêm ngưỡng, chợt thấy trong xương có vô số xá lợi sáng ngời lóa mắt. Tôi chép thêm vào đây để trần thuật lòng ngưỡng mộ. Xá lợi của Phật càng thần biến khôn ngằn, như khi Tùy Văn Đế Dương Kiên chưa làm hoàng đế, một vị phạn tăng, tăng nhân Ấn Độ tặng cho mấy viên xá lợi. Đến khi lên ngôi xem lại thì thấy có rất nhiều viên, mấy trăm viên. Do vậy bèn dựng hơn 50 tòa bảo tháp. Tháp đựng xá lợi ở chùa A Dục Vương, có thể nâng lên xem, mỗi người thấy một khác, hoặc cùng một người nhưng trong mỗi lúc thấy xá lợi chuyển biến lớn nhỏ, cao thấp và màu sắc thay đổi hoặc chẳng thay đổi khác nhau. Như vậy là chẳng thể dùng phàm tình để suy lường được. Người đời dùng phàm tình để suy lường Phật Pháp nên chỉ bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Trích Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao, Tam Biên, Quyển 3, thư trả lời cư sĩ Dương Bội Văn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thường chúng tôi chia sẻ nói chuyện cũng như lúc trước giảng là thầy Minh sẽ đọc những cái điều chúng tôi soạn ở trong văn sao, chính cũng là lấy từ trong Tinh Hoa Lục. Đây là bộ sách đúc kết trong 3 bộ văn sao Chánh Biên, Tam Biên và Tục Biên. Bữa thầy Long nói mỗi khi sư phụ giảng mà có thầy Minh đọc thì nó có một cái sự dẫn chứng và làm cho tăng ni và Phật tử có niềm tin xác quyết hơn. Nghĩa là không phải tự ý chúng tôi nói ra. Hồi nãy giờ chúng tôi nói đó là cũng những gì chúng tôi đọc trong văn sao mà thôi. Nhưng mà trong tâm nó cũng rất là hổ thẹn, là bởi vì từ khi đi Mỹ về đến hôm nay cũng ngót 5 năm rồi mà mình đọc, mình hành trì cũng chưa tới đâu. Thực sự là cũng hổ thẹn. Sao mà có những người ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói họ gặp một số lá thư của Ngài cũng không nhiều. Cái lúc Ngài còn tại thế, họ đọc và họ hành trì, có những người 3 năm họ biết ngày giờ vãng sanh. Thì chúng tôi lục lại xem lý do gì mà mình niệm Phật mình chưa được vãng sanh. Và mình chưa thấy cái lợi ích của cái việc niệm Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc lợi ích của niệm Phật. Lợi ích của việc niệm Phật. Chúng tôi dẫn ra vài câu này để cho quý vị nghe và chúng tôi sẽ nói chuyện sơ một chút xíu nữa. Bây giờ là hết 30 phút rồi. Tổ sư Ấn Quang Ngài có dạy rằng, Ngài ghi là trích ở trong kinh, kinh Phật dạy. Nhưng mà Ngài không có nói trong kinh nào, nhưng mà chắc chắn là đoạn này ở trong kinh. Có thể là không nguyên văn nhưng mà Ngài lấy cái ý ở trong kinh
Ngài viết ra, lắng nghe. Chí tâm niệm Phật một tiếng diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Cái câu này chúng tôi và quý vị cũng thường hay nghe đúng không? Hòa Thượng Tịnh Không cũng hay nói câu này. Chí tâm niệm Phật một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, diệt được tội 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Kinh khủng không? Rồi lắng nghe tiếp câu nữa nè. Dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báu suốt trăm năm. Lúc trước chúng tôi có giảng cái chỗ này, chúng tôi cảm ngộ được cái điều này, cho nên thành ra vừa rồi đây đi xuống ở chùa Cảnh Thái là cái việc hướng dẫn cho họ để mà có được cái đạo tràng niệm Phật. Quý Phật tử và đại đức trụ trì sẽ hướng dẫn cho họ tu hơn là chúng tôi đi giảng. Bởi vì bọn phàm phu chúng ta nếu mà giảng để mà thông cái lý mà không cho áp dụng thực hành, thời gian họ chán họ bỏ liền. Để ý đi. Còn có những người họ thực hành rất tốt. Có vị Phật tử ngồi trong này nè, nghe những vị đó nói là chỉ niệm A-di-đà Phật thôi, không còn phải thêm cái gì khác. Họ niệm thời gian 5-6 năm, 4-5 năm, họ ngán quá họ cũng bỏ luôn. Họ không thông được cái lý. Cái chỗ này chỗ quan trọng. Chỉ cho người đó niệm Phật một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Cho nên thành ra là cái việc mà mình chỉ cho người ta niệm Phật, cái công đức này là thuộc công đức vô lậu rồi. Còn cúng dường bảy báu suốt trăm năm đó là thuộc cái phước hữu lậu. Nhưng mà nếu mà người này người ta không cần phước hữu lậu của nhân gian hoặc sanh về cõi trời để hưởng á, mà họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì nó biến cái phước hữu lậu này thành cái phước vô lậu, nó trở thành công đức. Chỉ trong tâm niệm mình khởi lên thì nó có sự thay đổi biến chuyển như vậy đó. Cái công đức niệm Phật mà để mà mình muốn cho đời sau mình làm người được người phú quý, làm vua trời người á nha, thì nó trở thành hữu lậu mất. Đem cái pháp vô lậu mà tu trở thành hữu lậu. Cái pháp là cái pháp vô lậu, cái nhân là nhân vô lậu, mà do cái nguyện của mình nó hữu lậu trở thành cái quả hữu lậu mất. Ở cái chỗ này quan trọng. Nghe một câu nữa nè. Chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Có lá thư ở trong này, ông này ông quá đau khổ, ông bệnh tật cũng quá đau khổ. Thì tổ sư ông Quang mới nói ba câu này: niệm Phật một tiếng diệt được trọng tội 80 ức kiếp sanh tử. Chỉ cho người đó niệm Phật một tiếng, một tiếng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Chí thành niệm Phật thì không có bệnh gì mà không tiêu. Bệnh từ nghiệp mà sanh ra, thân này tạo ra nghiệp sát trộm dâm dối, rồi từ thân này lãnh thọ bệnh. Bệnh là quả của cái nhân tạo sát trộm dâm dối. Và cái nguồn động lực để tạo nên sát trộm dâm dối đó là khởi hoạt tham sân si. Bữa thầy nhận lời vô gặp chúng tôi có nói con người mình chưa chứng quả A-la-hán, cho nên chưa đoạn được tư hoặc tham sân si mạn nghi, nó còn ở trong đó. Mà khi mà công phu yếu dần xuống và thuận cảnh cho nó, để cho nó có thể là thuận tiện cho nó, và nó khởi lên một cái lúc mà cái tâm mình nó khởi đến một cái nồng độ cao á, mà không có cái pháp nào khống chế nó, thì nó sẽ làm liền sát trộm dâm dối. Họ ăn thịt vô tội vạ, họ ăn những con súc sanh vô tội vạ, và không có thể nào hiểu được rằng là tất cả chúng sanh là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật của tương lai. Giết nó mà ăn không khác gì giết Phật. Trong văn sao Ấn Tổ nói, mà nghe đến thi kệ cái đoạn này nữa thì tuyệt. Tuyệt. Tin nổi không? Không tin nổi. Lý do gì không tin nổi vậy? Do thiện căn họ quá yếu kém, do cái lòng tham ăn của họ quá mạnh, đúng không? Cho nên họ không sợ tội lỗi, không sợ đến cái lúc đọa lạc thì lúc đó họ mới sợ. Còn cái hoa báo xuất hiện thì họ cũng hơi sợ mà cũng chưa ngán lắm. Hoa báo tức là họ bị bệnh hoạn á, họ bị coi như là tán gia bại sản, thân bại danh liệt, họ cũng chưa sợ đâu. Chừng nào mà toàn thân tâm đó mà chết đi và tâm đã gieo vào trong lồi súc sanh ha ba đường ác, lúc đó thì đã muộn rồi, hối tiếc cũng đã muộn rồi. Bây giờ mình niệm Phật như thế nào để cho mình tiêu được
tám ức kiếp trọng tội sanh tử. Chúng tôi ngồi suy nghĩ, cái này là chúng tôi ngồi suy nghĩ ra mà cũng căn cứ nơi văn sao của Tổ sư Ấn Quang, niệm như thế nào. Cái người niệm Phật này muốn tiêu được và diệt được tội tám ức kiếp trọng tội sanh tử thì người này phải như vậy nè, phải như vậy nè. Hôm bữa chúng tôi đang chạy bộ, xe chạy bộ, Tổ sư Ấn Quang ngài, thường chúng tôi chạy bộ ăn cơm là hay nghe văn sao, thì ngài trả lời cho cô Trần Liên Anh. Cô Trần Liên Anh thì ngài nói là người niệm Phật muốn diệt được trọng tội, muốn tăng được công đức. Lắng nghe kỹ chỗ này, chúng tôi nghe xong chúng tôi ngừng lại, bắt đầu chúng tôi chép liền. Học là như vậy đó, học mỗi lúc mỗi nơi vậy đó. Thứ nhất, người niệm Phật trong cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải chứa đựng đủ tín nguyện. Rồi chúng tôi mới liên hệ cái chỗ mà ngài nói tín nguyện, cái người mà có tín nguyện là như thế nào. Cái người mà có tín nguyện tức là người ta xả ly ta bà triệt để. Họ xả ly triệt để tức là tiền bạc của cải châu báu ngọc ngà họ có là họ xài chơi thôi. Họ xả triệt để và họ xem ta bà này như quán trọ, như lao ngục, họ đang bị giam cầm trong đó như hầm xí không đáy. Và họ mong tha thiết nguyện ngày đêm nhớ về Tây Phương Cực Lạc, muốn về lại cố hương quê hương đó là Tây Phương Cực Lạc. Hai ý niệm này cùng lúc xuất hiện thì người này có tín nguyện. Ghê chưa? Cái nguyện đó là họ tha thiết như người lữ khách mong về cố hương. Có, mình có. Có. Coi lại trong tâm mình hàng ngày có không? Đấy, nếu không có là không có nguyện trong đó đúng không? Không có nguyện trong đó. Chỉ những người họ gần chết rồi đó, họ không giữ cái thân này được rồi, họ mới kêu Phật Di Đà ơi, rước con đi, con chết rồi. Còn sống là lo đủ thứ chuyện hết. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Coi lại đi. Như vậy là mình niệm Phật mình không có được cái tín nguyện. Rồi mình xả ly ta bà tốt không? Có xem nó như là quán trọ để mình mong về cố hương, mình có xem nó là như lao ngục không? Nếu mà có những người nghe vậy là nói mấy người này bi quan im thế, đang sống sờ sờ của cải vật chất con cái mà mình kêu là như lao ngục, có phải lao ngục không? Trời, có nhiều người càng có của càng khổ. Hai vợ chồng chưa có tiền thì một túp liều tranh, hai trái tim vàng sống hạnh phúc. Bắt đầu có tiền lên rồi bắt đầu tài có đó, rồi sắc nó theo đó, rồi có vợ bé, rồi đi lang chạ, rồi gia đình đổ vỡ, khổ đau, rồi chia tài sản, con chia đàn sẽ nghe. Bây giờ mới nói là ước chi nếu không có tài sản, không có của cải, hai vợ chồng mình cứ sống như rứa, đến cuối đời thì an vui biết bao nhiêu. Coi lại đi, coi lại đi. Phàm phu mình mà đụng đến là của cải thì coi chừng như rắn độc, coi chừng. Không có định hướng được để làm phước, chỉ hưởng cho hết. Hưởng phước không thể nào mình hưởng tặng, mà hưởng tặng là sẽ đi ăn mày. Ai hiểu nhân quả này không? Sao họ hiểu nổi? Họ đâu đọc lời sách thánh hiền mà họ hiểu được điều này. Không ai dạy họ, không ai nói thì làm sao họ hiểu được điều này. Mà có những người họ hiểu cạn, họ chưa thông được cái lý, họ chưa ngộ sâu, họ cũng muốn làm không nổi. Họ cúng dường họ còn tiếc nữa, chứ đừng có nói chuyện là người mà không học. Đúng không? Coi lại. Vì vậy cho nên cái người mà niệm Phật muốn tiêu tám ức kiếp trọng tội sanh tử thì trong câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải đủ tín nguyện. Chỗ này là chỗ kiên quyết mà cái chỗ quan trọng cực kỳ. Nếu mà họ đủ tín nguyện, họ chỉ 10 niệm là họ vãng sanh lúc lâm chung. Bảo đảm như vậy. Và có nhiều người họ niệm quá nhiều niệm mà không được vãng sanh là do cái niệm này không có tín nguyện. Cái nguyện này không như con thơ niệm Phật danh như con thơ gọi mẹ. Và họ niệm Phật danh mà không muốn vãng sanh Tây Phương. Và cái nguyện tha thiết vãng sanh không có. Không có. Có khi nào cái nguyện tha thiết vãng sanh mình nó bằng với cái đồng độ mình chuẩn bị có chồng không? Có. Thấy cảm giác có chồng biết không? Ngày đêm mong đám cưới làm sao, cái nhà sẽ về ở như thế nào, rồi sao sắp xếp đủ chuyện. Cái chuyện gì trong thế gian này sắp xếp cũng tươm tất hết. Mà riêng cái chuyện nguyện vãng sanh nó là yêu nhớ, thì làm gì có nguyện trong đó. Cho nên Tổ Ấn Quang nói rất hay. Cái người mà niệm Phật không chuyên nhất nhưng mà họ đủ tín nguyện là con người này bớt vọng tưởng, và con người này lúc lâm chung là chắc chắn vãng sanh. Liên Trì Đại Sư quả quyết điều này không thể thay đổi được. Ây da, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho cái người niệm Phật mình mà niệm Phật để gieo cái viễn nhân đời sau làm vui trời người á, là người này không có tín nguyện rồi đó. Chắc chắn là không có tín nguyện rồi đó. Họ chỉ có nguyện đời sau làm người hưởng hết phước rồi họ cũng đỏ lạc thôi.
Đó là cái thứ nhất nha. Thứ nhất nè, cái thứ hai nè. Cái thứ hai, người này niệm Phật trong danh hiệu Phật đó phải chí cung, chí kính, chí chân, chí thành. Bốn cái chí. Chí là cao tột, đại thế chí là cao tột. Chí là cùng tột, cùng tột gọi là chí. Chí cung, chí kính, chí chân, chí thành. Mà họ đạt bốn cái chí này rồi và họ tưởng như Phật hiện diện trước mặt, họ lạy Phật, họ thấy Phật như đang hiện diện trước mặt, mà họ chí cung, chí kính, chí chân, chí thành mà không có cung kính chân thành thì niệm Phật giống như là hát tuồng, cái người lên diễn tuồng rồi chơi vậy đó. Hết màn tuồng rồi họ xuống, không ăn thua, không phát xuất từ nội tâm. Ghê chưa? Sâu sắc không? Thấy sâu sắc không? Hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là niệm Phật phải đầy đủ lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Họ niệm Phật nó khởi được tác dụng, họ thấy cái niềm vui trong danh hiệu Phật, họ thấy cái công đức này để tiếp dẫn một thời gian họ sẽ về Tây Phương Cực Lạc, không có cái gì vui bằng. Cho nên của cải vật chất họ xem như đôi dép đức, họ không có quan tâm gì lắm. Họ, vậy mà lại cái phước nó lại tới nhiều, rồi họ bố thí cúng dường không tiếc. Thì người này niệm Phật đạt được bố thí ba la mật luôn: tài thí, pháp thí, vô ý thí, tâm thí, tỳ hỷ thí. Họ đủ hết những cái thí đó. Và trong công đức họ niệm Phật, họ đủ cái bố thí này. Trong cái lục độ họ đủ cái bố thí này thì cảnh giới cực lạc mới chứa đựng cái con người này. Có người này mới về cảnh giới cực lạc được. Họ niệm Phật, họ trì được cái giới, là trong tâm của họ không khởi một niệm ác được. Và trong tâm họ luôn luôn khởi niệm thiện, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Đó là hai câu ba quát, tổng quát hết của lục tạng. Của lục tạng. Trời, cái chỗ này tôi sửa quan nói trong văn sao, coi tuyệt, tuyệt. Coi vô một cái là phải nói là tuyệt. Sở dĩ mình niệm Phật mà mình chưa có tiêu được tội, mình chưa tăng được công đức là mình niệm Phật nó không có đúng cái cách để mình niệm Phật đó. Hôm nay mình biết cái cách niệm Phật chưa? Niệm Phật là người này phải phát giống mảnh bồ đề tâm bố thí, xả ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là trong đại địa tam thiên đại thiên thế giới không có chỗ nào mà ta không có bố thí đầu mắt tỷ não thân thể ta và quốc thành thê tử vợ con. Kinh khủng chưa? Mà cái người niệm Phật mà khi họ có cái niềm vui của người niệm Phật rồi á ngang thì họ không có cái gì mà đánh đổi được hết. Họ không có cái gì mà đánh đổi được hết trơn á. Và họ bố thí rất dễ dàng. Còn người không niệm Phật họ còn toàn là niệm tiền, niệm của cải vật chất. Cho nên thành ra cái tâm nó trói buộc trong đó. Khi mà nó mất hoặc họ ra đi thọ mạng họ hết. Mà cái thường cái người mà họ thường trói buộc trong đó nặng, họ tham nặng thì nó sẽ ra đi rất nhanh. Nó hết cái phước. Mà khi ra đi là họ khùng điên, họ chết liền. Họ khùng điên, họ chịu không nổi. Cũng như cái xác này họ bám quá chặt cái xác này và họ bị huệ lụy với nó nhiều quá. Thì khi mà bệnh hoặc thọ mạng hết thì họ chấp vô đây. Có nhiều người vài nghìn năm họ còn chấp vô cái xác. Mà thiêu rồi còn hữu cốt rồi mang về chùa họ còn lọc cọc ở trong đó nữa. Cho nên cái nhã chấp là cái mà nó là kinh khủng nhất. Mà đến A-la-hán mới đoạn, chứ không phải đơn giản đâu. Niệm Phật phải đầy đủ lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Cái người mà thường niệm Phật rồi, họ có sức chịu đựng, họ kinh khủng lắm. Người ta nhục mạ, người ta coi như là hủy bán họ, người ta làm cho họ đau khổ, họ chịu đựng một cách rất là dẻo dai. Bởi vì cái niềm vui họ an vui quá, không ai lấy cái niềm vui này được, không ai làm cho họ bất an được. Cho nên họ không có bực bội, tức tối. Cho nên cái sự chịu đựng với sự nhẫn nhục của họ rất cao. Nếu họ dụng công tốt, bố thí trì giới nhẫn nhục và tinh tấn, ngày đêm họ tinh tấn. Họ tinh tấn. Vừa rồi chúng tôi ra ở ngoài Đà Nẵng, có gia đình chú cô Diệu Hiền đã mời ra chúng tôi. Thường mỗi lần chúng tôi đi là thích cúng dường trai tăng. Hôm đó cũng hơn 100 vị chúng tôi cúng văn sao với lại sâm cúng dường. Có hòa thượng đó 70 mấy tuổi mà ngày ngồi trên đàn ngày chẳng tế. Ngài nói là tôi đi tu từ lúc 15 tuổi đến hôm nay, tôi không bỏ công phu sáng. Tinh tấn à, tinh tấn. Không bỏ công phu sáng. Mấy thầy có bỏ công phu tối hoặc mấy thầy có như thế nào, nhưng mà sáng đừng bỏ. Thí dụ thời Lăng Nghiêm hoặc thời Đại Bi hoặc thời Phổ Môn hoặc là thời Lạy Phật, đừng bỏ buổi sáng. Vì sao vậy? Cái buổi sáng đó là cái buổi mà mình công phu để cho nó đánh tan hết cái buổi đêm mình ngủ. Mà thường đêm mình ngủ là mình hay si mê. Mình si mê, mình chìm trong cái giấc ngủ, nó gọi là ngủ dục tài sắc danh thực thì là ngủ. Mình ngủ chìm ở trong đó, cho nên cái si mê si dại của mình nó rất sâu. Nó rất sâu, cho nên hàng ngày mình đi làm công việc là nó cứ làm toàn bộ nhân quả xấu ác không.
toàn là những làm cái chuyện gọi rằng là không có sáng suốt, bởi vì mình không có công phu để mình đánh tan cái si mê đó. Đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà cái người mà bỏ công phu sáng thì người này một thời gian họ sẽ bỏ công phu tối, và công phu họ bắt đầu lũng củng từ từ, bồ đề tâm họ thối chuyển là họ bỏ tu luôn, họ bỏ công phu luôn. Có nghĩa là họ không có thể nào tin tưởng họ tu tập được. Cho nên chúng tôi có mệt gì đi nữa, mệt thì sáng dậy mà có gật gờ gì đi nữa là cũng không dám bỏ. Bởi vì sao vậy? Nó thành thói quen. 2 giờ là cái giờ bình minh của chúng tôi, 3 giờ đến 6 giờ là cái chuyện công phu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng tu như quý vị vậy đó, mở cái máy ra tụng phổ môn buổi sáng, xong cái mở cái máy ra đơn giản vậy thôi, một câu Nam Mô Di Đà Phật trong máy, một câu mình niệm ra tiếng, nếu mệt mình niệm thầm nhép môi Nam Mô Di Đà Phật, nó hơi buồn ngủ một chút cái chúng tôi đi kinh hành, kinh hành chập cái quay lại ngồi, ngồi chập cái lễ, cũng vậy thôi à, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái hay của cái công phu của mình là một câu trong máy mình lắng nghe thì lúc đó vọng nó khởi không được, để ý coi. Hôm bữa thầy Đại Đức Quảng Sơn á, ông nói cái hương vị mà buổi chiều, cái buổi chiều mà thầy xuống thầy hướng dẫn xong á, tôi ngồi chung với Phật tử gần 600 Phật tử mà tôi niệm một buổi chiều, tôi cảm giác cái hương vị đặc biệt. Hương vị nó đặc biệt. Rồi qua hôm sau cái bắt đầu là thầy dẫn mấy người Phật tử buổi sáng sớm á đi kinh hành á, leo que có 7-8 người à. Xung quanh ở chùa người ta ít mà. Thầy cảm được. Cho nên hôm nay là thầy hô hào kéo nhau quá trời đông lên trên này luôn. Cảm được cái câu Phật hiệu. Mà thầy cũng là đặc biệt nha. Đi tàu lửa hai cái toa trên núi nó lăn xuống chết sạch, còn bệnh thầy à. Mổ lấy hai cái lá gan, lá phổi gì ra luôn. Cái mạng của thầy lớn. Hôm bữa tự nhiên chúng tôi nói cái mạng của thầy lớn á ngàn, thầy trụ trì chùa tổ của Hòa Thượng Cảnh Thái là mạng thầy lớn, kêu ừ đúng rồi. Mạng của tôi lớn á thì rớt hai tàu tàu chết sạch còn mình tôi á. Ghê. Người có cái phước báu nó bảo bọc thọ mạng. Cái người niệm Phật có cái công đức nó bảo bọc thọ mạng, chứ tiền bạc bảo bọc không được đâu. Giỏi lắm là nó vô nhà thương để chữa mà bác sĩ cũng bó tay à, chữa không được. Bây giờ cái nghiệp mình đến cái lúc mà phải thọ mạng hết thì chỉ có cái công đức nó kéo dài thọ mạng. Cái công đức phóng sanh, công đức niệm Phật, công đức lễ Phật, công đức in kinh, công đức cúng dường trai tăng thì kéo dài thọ mạng, bảo bọc thọ mạng được. Để ý đi, cái này không ai dành mình được đâu. Bởi chúng tôi nói chưa cảnh thái. Và cái người niệm Phật nó có được một cái kết quả, đó là chánh định và chánh thọ. Hai cái câu này chúng tôi tâm đắc tổ sư Ân Quang ngày nói. Cái người niệm Phật họ có chánh định, tức là tâm họ thường an định trong danh hiệu Phật. Nó không có đau khổ vì cái chuyện mừng giận buồn vui thương ghét mướn. Có những người mà coi như là chồng hay con nói một câu họ chôn chặt trong lòng, mấy đêm họ ngủ không được. Họ tức khùng, tức điên luôn. Có phải người ta làm cho mình khổ hay tự mình làm khổ? Cái âm thanh nó qua hết rồi, bây giờ mình chấp cái âm thanh đó để mình đau khổ. Mà chấp cái âm thanh đó gọi là sắc pháp. Sắc pháp đó là một cái loại mà âm thanh bên ngoài nó vào, nó ở trong tâm mình, rồi bắt đầu nó sẽ làm cho mình đau khổ. Cũng như sắc sanh xét, xét là ăn sắc, cái đó nó mới làm cho mình đau khổ. Mà cái ý niệm đó chỉ có công đức niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, có công phu á, mới hóa giải nó được. Chứ còn không thì nó cứ ở trong đó hoài, có khi mình chết với nó luôn. Sắc pháp có pháp trần phiền não thì thôi rồi, phải không ạ? Gọi là chánh định. Rồi thêm một cái nữa đó là chánh thọ. Cái người niệm Phật người ta thọ dụng được cái gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng pháp hỷ, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Thôi nói không hết đâu, nói không hết nổi đâu à. Thì thôi hôm nay đặc biệt là có chú Đức An với chú Đức Minh, do một cô Phật tử làm một cái bài thơ cũng rất là hay, nói về Hòa Thượng Tịnh Không. Bây giờ hai chú sẽ ra đọc cho quý vị thưởng thức nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ ân sư tôn kính của chúng con. Kính bạch chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay chùa Quan Thế Âm tổ chức lễ cúng chung thất của cố đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Được sự cho phép của sư phụ, chúng con lên nay thành kính cúng dường bài kệ người là Bồ Tát của chúng con. Vì chúng con còn nhỏ tuổi, còn nhiều sai sót, kính mong trên sư phụ cùng quý đại chúng
từ bi hoan hỷ cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con đệ tử chùa Quán Thế Âm thành tâm đảnh lễ tri ân Pháp Sư Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Từ đây chúng con không còn thấy Ngài, Ngài đã đi xa, xa thật là xa, quá mười muôn ức cõi Phật liên trì, để lại cho đời người khắp muôn nơi, người khắp muôn nơi thương kính lệ rơi, người khắp muôn nơi thương kính lệ rơi. Không, không nói nên lời, mắt lệ tuôn rơi. Không, không nói nên lời, mắt lệ tuôn rơi. Tuổi thơ còn bé, xúc động xe lòng, đâu còn được thấy thân Ngài thật sự, Bồ Tát của con. Bồ Tát của con. Ngài đã xa rồi, mãi mãi xa rồi, Bồ Tát của con. Mãi mãi xa rồi, Bồ Tát của con. Con chỉ còn biết tìm thấy bóng Ngài qua các mạng đài trong những ngày qua, qua các băng giảng, qua các sách hình. Ôi, hình Ngài còn đây, thân tướng trang nghiêm, tay cầm tích trượng, gương mặt hiền từ, nụ cười hoan hỷ, hoan hỷ từ bi, hoan hỷ từ bi. Giờ chỉ còn đây bao lời dạy hay, biểu pháp xá lợi, lưu lại tặng đời, làm đuốc tuệ soi, làm đuốc tuệ soi. Chúng con noi gương, nương theo lời dạy, y giáo phụng hành, quyết hành bốn tốt, học khởi tâm tốt, học nói lời tốt, học làm điều tốt, học làm người tốt, cốt mong trưởng thành, con thành hiền tài, con thành hiền nhân, giúp dân giúp nước, tiếp bước chân Ngài, Bồ Tát của con. Tiếp bước chân Ngài, Bồ Tát của con. Nay ngày chung thất, giữa tòa bảo điện, đốt nén tâm hương, nguyện Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thiên Long, hộ pháp gia trì, cho vị Bồ Tát, Bồ Tát của con, Đại Lão Hòa Thượng, Cao Đăng Phật Quốc, Thượng Phẩm Liên Đài, Ngài Ngự Sen Vàng, tự tại an vui, Bồ Tát của con, tự tại an vui. Bồ Tát của con, tự tại an vui. Cúi lạy Bồ Tát của con, Thượng Tịnh Hạ Không, chống thành Phật quả, thị hiện ta bà, độ chúng quần mê. Thị hiện ta bà, độ chúng quần mê. Chúng con thành kính, đảnh lễ tri ân, cố Đại Hòa Thượng, Bồ Tát của con, Bồ Tát của chúng con, Bồ Tát của con, Bồ Tát của chúng con, Bồ Tát của con, Bồ Tát của chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân ngày lễ tuần thất 49 ngày, có Phật tử cúng dường 100 bức ảnh của Hòa Thượng chống tích trượng đắp y ngày mai để cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni. Quý vị hoan hỷ. Biết sao mà cô suy nghĩ ra cái điều này, chúng tôi cũng không nghĩ ra nổi. Chúng tôi cũng cứ suy nghĩ không biết có cái món quà gì mà đặc biệt để cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni. Cuối cùng cô mang lên 100 tấm. Đẹp không? Trang nghiêm không cái gì ha? Quá trang nghiêm. Năm 2007, thực sự lúc đó chúng tôi cũng cùng quẩn, không hiểu sao. Cũng hai mươi mấy năm đi tu mà thiếu thốn chật vật mọi bề,
có làm phước đó, có đi giảng, có đi cúng đó, có đi coi phong thủy đó, có đám ma đó, đi cúng đó, kiểu gì người ta kêu cũng đi, mà sao là không đủ chi phí? Là do ở trong thẳm sâu, trong tâm của mình nó thiếu tài, thiếu đức ở trong đó. Mình không biết cách để hồi phục, không biết cách để mình có thể là làm cho nó khởi tác dụng lại được. Lẽ dĩ nhiên cái thể tánh của mình là đầy đủ tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, công đức vô lượng, trong đó đủ hết, mà mình không, nó bị vô minh phiền não che lấp, chứ mình không biết cái pháp để mình cho nó khởi tác dụng. Cho nên là kẻ cùng tử, làm kẻ cùng tử mà không có ai trên này. 7 năm trời chúng tôi với lại ông cụ là cụ Thiện Chánh, thêm chú Tiểu đó nữa, nhưng mà không an vui, trên núi buồn, buồn thê thảm. Chúng tôi hay nói là không có gạo để nấu, không bình ga cũng là thiếu tiền mua, chật vật mọi bề. Rồi đi xuống cái chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Nha Trang, giảng xong rồi về coi như là lục cơm nguội mà ăn, lục cơm nguội mà ăn. Thì nói đến đây chúng tôi mới nhớ đến cái lời khai thị của Ngài nói: bạn chân thật niệm Phật 3 năm đi, Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp không bỏ bạn đâu. Bạn chỉ bỏ Phật Bồ Tát, bạn bỏ chùa, bạn đi lang thang bên ngoài, Phật tử về không có bạn, và bạn không có hướng dẫn người ta tu, và bản thân bạn thực sự cũng không có hạ thủ công phu, cho nên thành ra bạn thiếu thốn, làm kẻ cùng tử. Kẻ cùng tử. Nghe vậy rồi bắt đầu bị chấn động liền, chấn động. Rồi từ một cái mái che ở đây có 4-5 người, chứ không phải được như thầy gọi là Quảng Sơn, mà chúng tôi xuống rồi mang mấy 500 cái máy xuống, mà bữa đó không đủ, bữa nay là có 1000 cái máy để phát cho quý vị nè. Rồi dưới đó thiếu là chúng tôi sẽ tặng dưới chùa thầy Quảng Sơn. Rồi được cái chùa như thầy Quảng Sơn đâu, thê thảm thê lương lắm, gọi là cái vùng trên này gọi là chó ăn đá gà ăn muối á. Mà biết chó ăn đá gà ăn muối không? Nghĩa là không có trồng trọt được cái gì á. Ở cái chỗ quý vị ngồi là có được cái sân á, chúng tôi ra trồng cam để bán á, mà cuối cùng đâu có lên trái được đâu. Nước thì không có để tưới, rồi cái rễ nó mọc xuống gặp đá, cho nên thành ra cam không có, thành cam chịu ngồi đó nhìn luôn. Không có cam gì hết trơn. Trồng không ra trái mà làm gì. Định trồng cam làm kinh tế, mượn tiền người ta, cuối cùng đi trả cũng thật gạch, sặc gạch luôn á, chả không có tiền mà trả luôn. Nó nghèo, nó vô đường cùng, là do trong mạng của mình không có. Trong mạng mình không có, mà cái công đức niệm Phật để nó kích động vào trong cái tâm của mình, để bắt đầu nó khởi cái tác dụng lên, để cho từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, bố thí cúng dường, phóng sanh, in kinh làm phước. Cái công đức niệm Phật đặc biệt, đặc biệt nó khởi được tác dụng. Mà phải chân thật để mà niệm kìa, chứ không phải là cái chuyện mà niệm mà mong có gạo, cũng phải niệm mong có ga, mà cũng không niệm mà để mong xây chùa lớn. Niệm làm sao cho lòng được an vui, niệm làm sao cho lòng được an vui. Mà từ đó đến bây giờ chưa bao giờ khởi niệm để mong Phật tử cúng dường, để xây chùa chiền hoặc là kêu gọi gì cả. Phải là công phu như rứa, như thế. Phải công phu như vậy. Phải công phu như vậy. Cái đó là cái lời dạy của Ngài. Mình phải làm như lý như pháp. 3 năm khởi tác dụng. Tự nhiên ông mang 2 tỷ đến ông cúng dường cái chánh điện này, là quý vị biết tự nhiên. Tự nhiên ở đâu Phật Bồ Tát đưa tới. Lúc đó bắt đầu là Phật tử biết, quý thầy biết. Chứ chúng tôi nghĩ niệm Phật với 4 bà già, cùng lắm là nguyện được 48 bà già, cho ai mà lên núi với mình, đúng không? Thì chúng tôi nhớ được cái ơn của Ngài từ lúc đó mãi đến hôm nay. Và đến hôm nay đặc biệt nữa là cái 49 ngày trong thời gian 7 tuần thất, khởi thêm cái tác dụng đó là niệm Phật một đêm. Mơ ước bao nhiêu lâu này không được. Cái lúc chúng tôi qua bên đó, Ngài còn sống, gặp Ngài năm 2014, lấy cái cách mà Ngài niệm A Mi Thồ Phò từng chữ mà rời hơi chậm, mà trong đó là họ niệm một lần 4 tiếng họ đi kinh hành. Chúng tôi thâu đúng âm điệu mang về để ở đây niệm, một thời gian chúng ít quá, với 2 cái cách đó niệm không vô nổi. Ngài thì Ngài niệm vô được, mà mình niệm vô không nổi. Cho nên quay lại cái cách của Tổ sư Ấn Quang nói là phải có thêm 2 chữ Nam Mô, thì cái sự cung kính gia trì Phật cứu độ mình, và một câu niệm chia la ban á, thì nó lại là an ổn trong đó được. Cho nên câu Phật hiệu cũng không phải dễ niệm đâu ngang. Không phải dễ niệm đâu. Không phải dễ niệm chút nào đâu đó. Nếu mà không chân thật, không cung kính, không tha thiết cầu vãng sanh, cầu Phật lực gia trì, niệm thời gian ngán chán bỏ. Và có nhiều người họ lẹ miệng, nhanh miệng, họ niệm ào 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 ào, họ trấn áp được Phật tử, cái thời gian tổn khí bệnh rồi bỏ.
không phải dễ chút nào. Phải có đại chúng rồi mình ở trong đó, rồi từ từ mình hàm dưỡng, từ từ mình đi vô công phu. À, nó không phải như là một cái ngành nghề ở ngoài thế gian đâu, không phải đâu. Nó có cái tâm linh trong đó đó, cái tâm linh lắm, mình niệm mình phải thấy như là con thơ gọi mẹ đó. Cái câu này nó sâu lắm, của tôi không quán á. À, như vậy cho nên thành ra thực sự cái hai cái nhịp, một cái nhịp mà khi chúng tôi nghe đĩa của Ngài, mà một cái nhịp nữa đó là cái nhịp lúc này là niệm cho Ngài 49 ngày, nó vào cái nhịp luôn là đại chúng niệm Phật được đêm thứ bảy, đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi. Và cái cách của Hòa Thượng Tịnh Không công phu, thực sự Ngài là một vị Bồ Tát cừ khôi. Chúng tôi dùng danh từ cừ khôi nghĩa là Ngài là một vị Bồ Tát mà thực sự mà nói là bốn chữ A Di Đà Phật, niệm không chán, không ngán, và niệm coi như là miên mật cho đến vô tam muội. Không phải dễ nha, không phải dễ nha. Cho nên Tổ Ấn Quang Ngài nói là tôi niệm Phật tôi cần phải có thêm chú Đại Bi để mà trợ hạnh mỗi đêm 25 hoặc 50 hoặc 75. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà Ngài nói cái đó là để dành biểu pháp lại cho phàm phu chúng ta. Và tôi cũng phải niệm thêm Quan Âm Bồ Tát đó. Ở trong cái lá thư trả lời khắp là 10.000 câu danh hiệu Phật, phải là 5.000 câu Quan Âm. Coi lại, coi lá thư trả lời khắp đi. Chúng tôi đọc tới đọc lui rất kỹ. 10.000 câu Di Đà phải là 5.000 câu Quan Âm. Nó lạ. Có nhiều người người ta nói thôi tôi niệm Phật được rồi, Quan Âm thêm nó xen tạp, tôi niệm sao thấy niệm Phật nó yếu quá. Nhưng mà cuối cùng niệm một thời gian có vô công phu được không? Có thành phiến được không? Có vô tâm muội được không? Hay niệm thời gian rồi nó chán nó bỏ. Đó, bây giờ hỏi chung lại mấy anh em từ vô đây bao nhiêu năm trời mình công phu nó có được thành phiến chưa? Thành phiến thôi, thành phiến là câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn, mỗi lúc mỗi nơi ngủ cũng vào công phu làm niệm Phật luôn á. Chưa đoạn trừ được kiến tư hoặc á thì gọi rằng là chưa sự nhất tâm á, chưa lý nhất tâm mà thành phiến thôi đó, vô nổi không? Hôm bữa nói chuyện với thầy Minh, không phải là cái con niệm Phật dễ niệm đâu, cái tạp niệm của mình nó quá dày, cho nên vô công phu không nổi, thành phiến không nổi đó. Mình là không có lo cơm áo gạo tiền mấy thầy mấy chú á, không lo cơm áo gạo tiền, không lo nhà cửa, không lo ngày mai hết, coi như là gạo hết ga, thế mà vẫn vô công phu không nổi. Chứ phải đơn giản, cần phải có Bồ Tát Quan Âm gia trì để cái nghiệp mình nó mòn từ từ, rồi cái thiện căn mình nó bắt đầu nó phát triển lên, rồi lúc đó mình mới có cái niềm vui trong cái lúc niệm Phật, rồi bắt đầu mình mới tha thiết ngày đêm mình chịu niệm, rồi nó gột rửa những cái tập khí phiền não của mình, rồi bắt đầu là con người mình bắt đầu nó mới đi vào, chứ không phải là cứ chầm hầm mà mình gọi rằng ngày đêm mình niệm tổn khí chịu không nổi, hoặc giả là nó bật ngược lại chịu không nổi. Phải khéo léo lắm chứ không phải đơn giản nữa đâu. Nói như vậy không phải là khó, không phải là khó. Trong cái pháp môn tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu giáo thì thực sự mà nói thì tịnh độ là dễ nhất đó. Tịnh độ là dễ nhất nhưng mà phải biết cách dụng công đó. Nhưng mà muốn biết cách thì thời gian chúng tôi nói không thể nhiều được nữa. Đến lúc này là không thể nói nhiều được nữa mà giới thiệu sách cho quý vị. Đó, ngoài phòng kinh sách đó, tha hồ sách đầy đủ tặng miễn phí. Vừa rồi đi xuống với thầy Quảng Sơn cũng tặng. Rồi một thời gian sau là thực sự đến ngày hôm nay dỗ Hòa Thượng xong là chúng tôi coi như là hướng dẫn cho đại chúng tu là chúng tôi nghỉ ngơi. Đã nói nghỉ không giảng từ lúc hôm trước cách đây cả tháng rồi. Nhưng mà cuối cùng cái rồi chú Phát ổng lên ổng đăng nỉ. Rồi chúng tôi mới nghĩ lại là chỉ cho người đó niệm Phật một câu thì còn hơn bảy báu cúng dường suốt trăm năm. Rồi mới nói anh em huynh đệ rồi thầy Minh, nhất là thầy Minh, cái sức khỏe thầy yếu, thầy viêm son. Mỗi lần thầy về thầy nằm chè queo, bữa nay mới khỏe lại. Xuống động chút xíu với đó thôi mà sức khỏe thầy yếu. Trước thầy bên Mỹ thầy làm neo làm đồ gì, thầy không có vận động thầy yếu á. Cho nên mỗi lần thầy đi thầy về là thầy nằm giống như là coi như là nhũng như con chi chi á. Lừ đừ vậy, thầy yếu lắm. Mà thường chúng tôi đi là phải có quý thầy đi theo. Rồi cuối cùng cái thầy Lợi thầy thấy chúng tôi đi xuống ở dưới chùa Cảnh Thái, thầy Quảng Sơn cái rồi thầy gọi thầy Phổ, mà thầy Phổ là ông chuyên đăng nỉ. Chúng tôi nghĩ là được hôm nay đang nghỉ rồi, ông đăng nỉ ông là đà, ông đăng nỉ miết cái mình buổi lòng cái rồi hứa luôn tháng đi nữa. Quý vị biết thật sự mà nói thì cái niềm vui của chúng tôi là đến đó là thường cúng dường trai tăng, cúng dường pháp bảo và hướng dẫn khó tu là chính. Nhưng mà thầy Lợi thì cũng mời nhiều lần lắm rồi, cho nên thôi cũng ra đó một lần thôi, một lần nữa thôi. Mỗi lần chúng tôi nói một lần thôi nữa là mấy thầy cười. Thầy nói là sư phụ hay mũi lòng. Thực sự mà nói là chúng tôi thấy chỗ nào mà họ thích niệm Phật, như thầy Lợi rồi thầy Nhật Minh đồ ở ngoài đó họ tổ chức niệm Phật, cho nên chúng tôi nói tổ chức niệm Phật, cúng dường trai tăng, cúng gì đó là phải cho họ niệm Phật.
chúng tôi mới đến, chứ mà giảng như lúc trước đi về rồi, thôi đường ai nấy đi, mạnh Phật tử về rồi, về rồi chùa cũng vắng tanh như vậy rồi, chúng tôi đi về, cái lợi ích không có nhiều, thực sự không nhiều. Vừa rồi chùa Cảnh Thái chúng tôi xuống một cái 600 mấy chục người, 700 người, gần cả 1000 hộp cơm phát không đủ. Mà hôm sau một cái tự nhiên sao họ vẫn quay trở lại chủ nhật được 200. Chúng tôi nói trời ơi, sao mà họ rút dữ vậy ta, lẽ cũng được 500-600 trở lại chứ. Nhưng mà cái duyên của mọi người, thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ lại. À, sở dĩ mình đến đâu họ đông đó là do cái công đức phóng sanh. Mà khi cái người mà có công đức phóng sanh và thích phóng sanh rồi á nha, thì người ta tụ họp lại rất là đông. Biết đâu mấy cái người đó là lúc trước con cá mình thả, biết đâu chừng, biết không. Cho nên cái công đức phóng sanh là nó đặc biệt. Cho nên tại pháp hội của mình là có gì có, cũng là tháng 80 triệu hiệu hội chết á, cứ 80 triệu, cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu. Chưa nói Phật tử họ gửi thêm như rồi cô Lợi cô gửi cho cái vị đó hồi hướng 10 triệu thêm trong tuần không nói nữa. Cái công đức phóng sanh nó thù thắng, đặc biệt cái công đức phóng sanh. Cho nên làm cái gì làm cũng không có đỏ công đức phóng sanh. Rồi chủ nhật này, chủ nhật ngày mai đó là xem lại cái đĩa, rồi bắt đầu là đến phóng sanh tại trên này luôn. Phóng sanh tại trên này luôn. Rồi chủ nhật sau Phật tử 8:30 họ tu đến 10:30 cái là phóng sanh tại trên này luôn. Thầy Minh khỏi phát trực tiếp, sức khỏe thầy yếu, thầy đọc văn sao nó trên mạng nó cũng quá nhiều rồi. Bây giờ từ cái ngày hôm nay là mỗi buổi thứ bảy từ giờ mãi mãi về sau 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, Phật tử các nơi họ bay về các tỉnh họ trở về đây. Hôm bữa chú Phát ông nói có cái ông ở dưới Phú Yên mà mình mẩy xăm chỗ đầy hết trơn, vậy mình niệm Phật suốt một đêm luôn. Ông niệm suốt đêm luôn á. Vậy cho nên thành ra là nhiều Phật tử họ hưởng ứng, họ sợ là niệm đến cái tuần thất 49 là 7 đêm 6 giờ tối đến 6 giờ sáng là xong. Mà chúng tôi nói theo cảm giác của các Phật tử thấy làm sao, thì mấy vị đó kêu nên tổ chức, tụi con trên mạng cũng thích lắm. Mà mỗi lần buổi tối thứ bảy là trên đó cả 1000 người đông, 500-700, 200-300 có. Nhất là những đêm như vậy rất là đông, họ ở nhà họ niệm Phật. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy hai bang chia ra rất là ổn. Một bang thì đôi khi vào 1-2 giờ khuya là họ đuối hết rồi, mà hai bang thì rất là tốt. Bây giờ là 6:10, quá rồi ha, quá 10 phút rồi. Nhưng mà đêm hôm nay Phật tử ở xa về cho nên thành ra thôi thêm chút xíu nghe cho nó thoải mái một chút ha. Bây giờ còn một cái lá thư này rất là hay, thì mình đọc, chịu nghe không? Công trình chúng tôi soạn hồi sáng dậy 2 giờ khuya soạn trong tiếng đồng hồ cho đến 3 giờ bắt đầu lên công phu. Hai cái lá thư này hay, hai lá thư này quá hay. Không biết quý vị nghe văn sao sao cho mỗi lần chúng tôi nghe là thấy cảm xúc hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Thư gửi phu nhân Is ở Hải Diêm, viết thay thầy Ngộ Khai: thân chính là cái gốc chuốc khổ, chán ghét nó chính là cơ sở để được vui. Do túc nhân sâu dày, hiện tại nhiều điều thiện nên báo nặng nhiều kiếp biến thành báo nhẹ, phải thọ trong đời hiện tại. Mất tai họa nhưng dũng mãnh tu trì, thì sự đau khổ cõi ta bà biến thành đạo sư cho cực lạc. Nên nghĩ như mình phải trả nợ thì áo não phiền muộn tự tiêu. Nếu sanh lòng oán hận thì tội nghiệp nối tiếp nhau khởi lên. Cảnh nghịch xảy đến hãy thuận chịu, mới là người biết vui theo mạng trời. Chán cõi này ưa cõi kia, mới là người tu tịnh niệm Phật. Nghĩ cư sĩ sùng tín đại pháp, nhờ vào đức hạnh trong đời, lẽ ra phải được hưởng báo khỏe mạnh bình yên. Do duyên gì thân lại mang bệnh ngặt, phải chăng là Di Đà Như Lai, Quán Âm đại sĩ tha tâm thiền nhãn phóng đại quang minh, nhờ cơn bệnh huyễn của phu nhân để làm lời cảnh tỉnh cho những kẻ đồng nhân, ngõ hầu cứu vớt khắp mọi kẻ đang đắm chìm trong biển khổ. Dám mong bà hãy sâu xa khuyên từ con dâu cho đến tôi tớ và sớm giềng
thân quyến bên ngoài đều cùng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì gia pháp của Tịnh Như ngàn năm mãi mãi tốt đẹp, ngõ hầu tước lộc rõ ràng, lưu danh thơm muôn đời. Như thế thì cái thân bệnh thê lương này trở thành mái chèo thoát biển khổ, lời than bệnh ủ rũ trở thành hướng dẫn tốt lành cho trần thế. Nào còn phải đợi chứng vô sanh pháp nhẫn mới có thể vào cõi tục độ sanh, nào phải lên địa vị bất thối mới có thể hiện thân thuyết pháp. Kinh dạy chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báo suốt trăm năm. Chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Hãy theo vết chân thơm của bà phu nhân họ Phùng, dạy người niệm Phật thì phẩm vị vãng sanh tối cao, chẳng kém khuôn mẫu tốt đẹp của kinh vương phu nhân cho mấy. Dùng điều đó cầu đảo nơi Phật, lập tức thấy thuyên giảm, xin hãy dốc sức, chớ nên nghi ngờ. Thêm nữa, cuốn Di Đà Sớ Sao Hiệt, trích yếu Di Đà Sớ Sao của Tịnh Như, ngôn từ giản dị nhưng tinh xác, lý sâu nhưng dễ hiểu, là một cuốn sách quan trọng trong tịnh độ, quả thật là người hướng dẫn tốt lành cho kẻ sơ cơ, hãy nên đọc kỹ. Mong rằng có ai đến đem về mấy bộ để cuộc thí pháp của Tịnh Như được mở rộng. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 11, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên quyển nhất. Kể từ khi quen biết đến nay, chớp mắt đã 6 năm, chẳng những tinh xương đã mấy lượt thay đổi, mà quắc lịch cũng chẳng còn y như cũ, tưởng thế gian vô thường, thật đáng than thở. Nhận được thư biết ông không phế tịnh nghiệp, thật quá tốt đẹp, nhưng ông nói thân tâm đến nỗi chẳng an, vì cảnh ngộ không tốt mà đến nỗi bất an hay sao? Hay là bệnh tật triền miên nên đến nỗi bất an vậy? Nếu do cảnh ngộ không tốt thì hãy lùi một bước, suy nghĩ, thử nghĩ coi trong đời, kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít, chỉ cần không đói không rét, mong chi đại phú đại quý, vui theo mạng trời, tùy ngộ nhi an, an vui theo cảnh duyên. Như thế sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề, há chẳng thể chuyển ưu khổ thành an lạc ư? Nếu bị bệnh tật dây dưa thì hãy đau đáo nghĩ thân này là gốc khổ, sanh lòng nhàm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy nên thành Phật đạo, chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bằng cùng tật bệnh vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi? Ai chịu trong lúc đắc ý lừng lẫy quay đầu, nghĩ đến lúc chìm đắm trong tương lai? Mạnh tự nói, trời vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt người ấy, khiến thân người ấy đói khát, thân thể trống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy biết rằng trời muốn thành tựu người thường hay tạo ra nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn như Mạnh Tử đã nói chính là tước vị thế gian. Vậy mà còn phải lo âu nhọc nhằn như thế mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi chúng ta là phàm phu xác đất, muốn trên thì gánh vác gia nghiệp của đấng Pháp Vương, dưới hóa đồ Pháp giới hữu tình. Nếu không bị chút nghèo, bệnh vùi dập, thì phàm hoặc ngày càng lẫy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm, vĩnh viễn đắm trong ác đạo đến tận đời vĩ lai, không mong có lúc thoát ra. Cổ đức từng nói, chẳng trải một phen lạnh buốt xương,
há được hoa mai thơm ngát mũi, chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi lòng bực bội, lo nghĩ, oán trời hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật Pháp không linh. Phải biết, chúng ta từ vô thị đến nay, ác nghiệp đã tạo vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Huống gì tu trì lơ là hờ hững, há có thể tiêu hết được nỗi ư? Do vậy, Thích Ca Di Đà, hai vị giáo chủ hai cõi, đào đáo nghị chúng sanh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra pháp môn cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh này, lòng từ đại bi sâu thẳm, dẫu trời đất cha mẹ cũng chẳng thể ví bằng một phần hằng hà sa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối, sẽ được Phật gia bị, nghiệp tiêu thân an. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội, chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán âm hiện thân trong sát na, tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp, nếu có thể trì tụng lễ bái, không khi nào không thuận theo lòng cảm mà ứng, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu biến trễ lười nhác, không mảy may kính sợ, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn khó thể tưởng được nổi. Dẫu cho được làm người, sanh lên trời, trọn khó thể dự vào hải hội. Đối với tượng Phật nên coi như là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng, sắt vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, như Xá Lợi của Pháp Thân Như Lai, cũng nên xem như Phật thật, chẳng được coi như giấy mực vân vân. Lúc đối trước kinh tượng nên như trung thần thờ thánh vương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Nay những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thảy đều là đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, lấy đó để ăn nói, hòng được tiếng là một tay thông gia mà thôi. Còn như cung kính chí thành, y giáo tu trì, thật khó được mấy kẻ. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có mười phần cung kính thì tiêu tội nghiệp mười phần, tăng phước huệ mười phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhờn, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Than ôi, hãy gặp bạn tri giao, hãy nên ra rã đem lời này, bảo cho họ biết, không còn pháp thí nào lớn hơn, pháp môn tịnh độ nếu tin đến nơi. Còn tốt chi bằng, nếu trí mình chưa tỏ, hãy nên ngửa tin lời thành thật của chư Phật, chư Tổ, trọn đừng có một niệm nghi tâm, hễ nghi ắt trái nghịch Phật, lầm chung chắc chắn khó thể cảm thông. Cổ nhân nói, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu suốt rốt ráo. Đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết được chút phần. Ôi đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết trọn vẹn, huống là phàm phu sát đất vọng sanh ức đoán ư? Nếu muốn nghiên cứu nên xem sách Tịnh Độ Thập Yếu. Cuốn sách này do Ngẫu Ích Đại Sư chọn lấy những tinh hoa trong các sách tịnh độ, khéo léo khế hợp thời tiết và căn cơ, thật là bậc nhất. Mở đầu sách là Di Đà yếu giải. Kể từ khi Đức Phật nói kinh này đến nay, trong Tây Thiên Đông Độ là bản chú giải có 102, nên khéo tuân thủ, chớ nên xem thường. Nay người thông minh tuy học Phật Pháp, do chưa thân cận bậc thiện tri thức, có đủ hai mắt,
thấy đều chuyên trọng lý tánh, bác bỏ sự tu và nhân quả. Đã bác sự tu nhân quả thì lý tánh cũng mất. Do vậy thường có những kẻ tài cao, ngôn từ kinh khiếp quỷ thần, xét đến hành vi chẳng khác gì gã vô tri vô thức, đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do phế sự tu nhân quả mà nên nổi, khiến bậc thượng trí nảy lòng xót thương, kẻ hạ ngu dựa theo đó làm sằng, đấy đúng là dùng thân bán pháp, tội lỗi vô lượng. Sách Pháp Quyển Châu Lâm 100 quyển, chùa Thiên Ninh ở Thường Châu phân thành 30 tập, Mã Não Kinh Phòng ở Tô Châu chia thành 24 tập, bản của Mã Não Kinh Phòng hư nát mờ mịt, bản của chùa Thiên Ninh là khắc mới, bàn luận chi tiết về nhân quả, lý sự cùng nêu, rành mạch phân minh, đọc đến khiến người không lạnh mà rét buốt. Dẫu ở trong nhà tối phòng kín, thường như đối trước Phật trời, chẳng dám chớm một tí ác niệm. Thượng trung hạ căn trọn chẳng đến nỗi nhận lầm đường nẻo, chấp lý phế sự, xuôi theo cái tệ thiên tà cuồng vọng. Ngài Mộng Đông nói, người khéo bàn tâm tánh ắt chẳng lìa nhân quả, người tin sâu nhân quả cuối cùng ắt hiểu được thấu suốt tâm tánh, lẽ tất nhiên là phải như vậy. Mấy lời này của Ngài Mộng Đông đúng là lời bàn luận chí lý ngàn đời chẳng thay đổi được, mà cũng là nhát kim đâm xuống đỉnh đầu bọn rong rỡ cuồng hệ vậy. Sách này các chỗ phát hành, kinh sách đều có, hãy nên thỉnh về xem, lợi ích nên tự biết, cũng nên làm cho hết thể tri giao đều đọc sách ấy. Lệnh đệ mùa thu năm ngoái lên núi, tôi cũng từng đem thuyết cung kính khuyên lơn, nhưng không biết anh ta có coi lời tôi là đúng hay không. Nam mô A Di Đà Phật. Thường mình đọc sách của Tổ, của Phật, của Bồ Tát Thánh Hiền, phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui. Cũng như là chúng tôi ngồi ăn cơm mà nghe cái lá thư này xong, chúng tôi lấy ra lá thư thứ 11 nè, ở trong Chánh Biên Trả Lời Cư Sĩ Đặng Bá Thành. Khi lấy ra rồi đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc có những câu mình cảm ngộ trong đó mình đọc, bởi vì cái trí phàm phu mình không thể đọc một lần qua mình hiểu được. Nhớ chỗ này, thường ngày đem lời của Tổ, Văn Sao, An Sĩ Tồn Thư chất vào thân tâm, chất vào, chất tức là nghe đọc, nghe đọc, nghe đọc, nghe đọc, chất vào. Rồi ngoài cái thời gian đó tiếp tục mình niệm Phật, cả lý lẫn sự, cả lý lẫn sự, cả giải lẫn hành, nó đi đôi với nhau, thì người này rất vững. Cứ chầm hầm đóng cửa mà niệm Phật, không có đọc sách Thánh Hiền, không có đọc lời dạy, vào cảnh giới đó chướng ngại, bỏ liền chịu nổi. Ngay cái tổn khí là đã bỏ rồi. Thầy nhận ít đây, mà xuống nhập thất sao mà bây giờ ông yếu, ông mệt quá, bắt đầu chỉ ông vận động cơ thể ấm khỏe lên, cái là bắt đầu khỏe lăn lên từ từ. Thân tâm mình nó phải là hợp nhất. Sức khỏe có rồi bắt đầu mình mới tiếp tục dụng công. Sức khỏe không có mà dụng công ào ào, dụng công nhiều quá thì Ngài nói câu gì? Ngài nói câu gì lắng nghe nè. Làm cho thân tâm nhọc nhằn khiến ma sự khởi lên. Quá nhọc nhằn, sức khỏe không đủ mà làm quá nhọc nhằn, thức đêm thức hôm thì gì? Ma sự khởi lên. Ma sự là gì? Nghi ngờ pháp là ma, nghi là ma, nghi ngờ pháp. Cái tâm mình coi như là bất an, có chỗ để cho oan gia trái chủ vào. Nhọc nhằn thân tâm, chưa chứng pháp thân thanh tịnh mà làm như Bồ Tát, nhịn ăn nhịn uống. Lâu lâu một tuần một đêm thì không thành vấn đề, để ý đi, qua đêm qua hôm sau mình ngủ nó bù lại ngay. 7 ngày 7 đêm như trong kinh A Di Đà nói, mình là kẻ phàm phu mà làm như Bồ Tát 7 ngày 7 đêm mới cuối cùng ăn ngủ điên điên khùng khùng luôn. Trong kinh Di Đà nói là bậc cho thượng căn thượng trí, Tổ sư Ấn Quang nghe nói là những bậc Bồ Tát không cần 7 ngày, chỉ cần một niệm là gì? Toàn tâm là Phật rồi. Còn bọn phàm phu chúng ta là phải gì? 7 năm
coi chừng là suốt đời luôn đó. Chứ không phải là mình coi trong kinh mình làm là nó được như vậy. Cho nên cái lý giải trong văn sao nó coi vào thì tất cả mỗi người đều tháo gỡ, đọc vào thì tất cả chướng ngại, những cái gì mà ngài trong đó ngài có nói là chúng ta đôi khi trên lộ trình tu là vướng trong đó hết, biết để mình tránh. Ngay cái chuyện tổn khí không mà lúc trước giờ chúng tôi không thể nào hiểu ra nổi, thế mà đọc trong văn sao biết cái bệnh tổn khí. Mà khi mình biết cái bệnh nó rồi, bắt đầu từ từ mình mới chữa nó được nó. Cái bệnh tổn khí rất dễ bị mà khó lành. Hằng ngày cứ nói bu lu ba la, nói thiệt nhiều, rồi bắt đầu vô làm gì nữa, tụng kinh niệm Phật ao ao ao, lẽ miệng niệm ao ao ao, cuối cùng tổn khí dội luôn, niệm không vô, bệnh nằm ngủ không được, nhọc thân khổ tâm quá, dụng công quá sức đi. Con người mình là vội vàng như vậy đó. Ngài nói cái chướng ngại lớn nhất của người tu tịnh độ đó là vội vàng hấp tấp, mà ai vào cũng sẽ lọt vô cảnh giới này, coi chừng. Người mình vội vàng hấp tấp là chết ngay, phải đơn giản đâu. Nên thành ra là cái việc mà chúng tôi nói là quý vị không đọc văn sao là cái chuyện đã chướng ngại, là quý vị phải gọi rằng là chấp nhận thôi, chứ còn chúng tôi không có thể đủ sức mà nói nhiều đó. Như chiều hôm nay đáng lẽ công phu xong rồi phải không, là đổi cái buổi ăn trưa nó ra cái buổi xế một chút xíu, ăn xong đi kinh hành. Bữa nay là cuối cùng là gì, không công phu được buổi chiều, rồi ăn sớm, rồi bắt đầu chuẩn bị phải lên đây, nó đổi toàn toàn cái thời khó biểu của chúng tôi luôn. Nhưng mà lâu lâu như vậy được, chứ thường xuyên chịu không nổi, không thể nào thường xuyên như vậy được. Tổ Ân Quang ngài nói cái khiêm tốn của ngài cực kỳ hay. Bồ Tát Đại Thế Chí rồi mà ngài nói tinh thần tôi không đủ, tôi đọc thư tôi trả lời cho ông, tôi chịu không nổi, do tinh thần tôi không đủ, do mắt tôi nó yếu, coi đèn sáng bây giờ mắt yếu, tinh thần không đủ, rồi ông đến đây tôi tiếp khách nữa tôi tiếp không nổi, vài bữa nữa tôi sẽ đi một cái nơi mà không người biết đến. Bồ Tát Đại Thế Chí mà luôn luôn là phải quay về hậu cứ như vậy. Và những người khen ngài là ngài nói đừng có khen tôi như vậy, khen tôi như vậy làm cho tôi mất cỡ, mà tôi không phải như vậy. Mà ngài là Bồ Tát mà luôn luôn ngài khiêm tốn. Cho nên chúng tôi dặn quý vị, có những cái gì mình công phu tốt thì mình im, mình giấu ở trong đó, mình im lặng. Có những người nào mà họ có thể giúp cho mình xem cảnh giới đó như thế nào, nó có tốt hay là đúng hay là sai, mình trình bày, đừng có khoe khoang khoác lác. Cứ khoe khoang khoác lác là có chướng ngại. Nếu mà không có chướng ngại đi nữa thì người này cũng phải gì, chết yểu, chướng ngại. Đừng có khoe khoang khoác lác. Cho nên thành ra là mình có được cái công phu gì đó, mình cứ giữ im lặng, để ở trong đó, mình hàm dưỡng tiếp. Còn cái máy này sao? Trong này đủ hết trơn, đại bi có. Mà đại bi nên phải trì theo máy ngàn, chứ không trì theo máy mà bắt đầu 25 biến mỗi ngày, mà sáng 25, chiều 25, mà không có mấy thời gian cũng tổn khí à. Bây giờ chúng tôi mới thấy cái cách, nếu mà mình dụng công suốt ngày mà dùng cái máy một câu mình một câu thì thực sự là không mệt. Quý vị để ý nha, cứ như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đại chúng niệm câu lên cho nó ưng thú à. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Thực sự ra cái lối đối đáp này là do chúng tôi quá tổn khí, vừa giảng vừa tiếp khách, vừa công phu vừa lễ Phật, tổn khí nó nhói trước ngực, nhói sau lưng, nằm ngủ không được, người giống như là bấm bóng, nó xẹp lép rồi, không còn một cái chút gọi là sức sống gì nữa. Tha thiết cầu nguyện Bồ Tát, ngài mới chỉ ra được cái cách đối đáp đỡ tổn khí như vậy, thì niệm Phật nó mới được lâu dài an ổn. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hồi xưa cái cách đó thì chịu không nổi, thực sự chịu không nổi, tổn khí chết ngay.
Cái chỗ này là chúng tôi mà nói hôm nay là chúng tôi tâm đắc để mà chia sẻ cùng quý vị, để quý vị biết rằng là dẫu cho cái người đó mà sức khỏe tốt, sức khỏe gọi là lực sĩ đi nữa, mà suốt ngày cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ra hơi liên tục thì cũng phải tổn khí, chứ đừng có nói người yếu. Bữa có cái cô xuống công quả ở dưới khu chiên tu, mới nói sao mà con khó chịu, con người cũng mệt quá, hỏi con niệm Phật sao, con cứ rảnh là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái kêu chưa chết là may, chưa chết là may. Mà hỏi ổ sao con niệm Phật mà thầy nói con chết, sao mà con niệm Phật vậy mà thầy nói con chết. Niệm Phật kêu đó là cô niệm cho chết, là tổn khí nó chết á. Mà kêu đúng rồi, người nó khó chịu quá. Đúng rồi, đúng rồi, về đi, niệm theo cái máy này đi, niệm theo cái máy thử coi. Hôm bữa thầy từ á, thầy cảm được cái cách này rồi, thầy đưa cho cái ông thanh niên á, ông kêu ông về ông tu kiểu này đi. Tôi mới lên trên chùa Quan Âm thì nhà ông chế ra cách này, tôi cũng tu cách này, ông về ông thử đi. Ông về ông thử cái được liền. Còn thầy khiêm cái ông đó, ông lục cái máy gửi xuống ở dưới chùa Cảnh Thái á, ông ngồi ông coi, ông nghiên cứu, ông kêu cái kiểu này chắc 4 tiếng đồng hồ cũng được. Hay khi mà cái hơi mình, cái khí lực mình có rồi mà mình nhiếp vô định được rồi, nó quên cả không gian thời gian, 3 tiếng qua cái vèo. Tuyệt, tuyệt, không phải mèo khăn mèo dài đuôi đâu. Trời ơi, quý vị có niệm rồi quý vị biết đó chứ. Nói cái này là gì? Chỉ cho người đó niệm Phật một câu mà chỉ cho họ niệm bền bỉ, không đau bệnh đó nha, không tổn khí bằng cúng dường, hơn chứ không phải bằng hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Chỉ cho ai? Cho chồng, cho vợ, cho con của mình, cho gia đình của mình. Đạo tràng của mình là gia đình mình đó, là gia đình mình đó. Con cái đó là quyến thuộc đó, đó là quyến thuộc đó, gọi là bạn đồng tu với mình đó. Nếu họ không niệm thì mình cứ niệm, mình hồi hướng riết thời gian cái họ cũng thay đổi hả? Vừa mới hôm qua coi ở trong An Sĩ Toàn Thư, mà công dòng bộ sách An Sĩ Toàn Thư hay. Không biết đưa mấy thầy rồi, mấy thầy mấy chú có coi không? Chúng tôi đang xem qua. Hết bộ Cảm Ứng Thiên rồi, bây giờ qua An Sĩ Toàn Thư. Tức cực kỳ hay. Có con voi đó. Con voi đó để gần cái lò sắt xanh. Mà khi mà người nào mà gọi là phạm tội thì ông vua ông bắt ông quăng vô trong chuồng đó, thì con voi nó đạp cái là chết ngay. Nó lấy voi nó quật cái là chết liền tại chỗ. Và sau đó rồi cái người ta nói ông voi này á, bây giờ mang đến một cái nơi khác, thì cái nơi đó gần chùa. Gần chùa là nghe tiếng mõ, nghe tụng kinh, cái con voi nó hiền quá chừng lại, xong rồi đem cái người tội phạm đó quăng vô, nó không đạp nữa, nó đấy hửi, lấy cái voi nó kê, nó hửi như nói chuyện, không đạp nữa. Nó không giết nữa. Một con voi á. Trong công nhận sách An Sĩ Toàn Thư ông tìm ra được những mâu chuyện tuyệt thiệt nha. Con voi á, con súc vật đó, vậy mà để gần chùa nó nghe kinh, nghe tiếng chuông, cái thời gian tự nhiên nó hiền. Kẻ phạm tội quăng vô trong cái chuồng đó, nó không đạp, nó không giết nữa. Xong rồi bắt đem nó lại gần cái lò sắt xanh, hàng ngày có nghe heo đồ kêu đồ gần lò sắt xanh, thì cái tâm xấu ác nó nổi lên, cái quăng tội nhân vô nó đạp cái chết liền. Ghê không? Là súc sanh nó khó cảm với Phật, thế mà nó gần chùa mà vẫn là trở thành người hiền. Sao mình gần chùa mình dữ vậy? Sao vậy? Sao gần chùa mà dữ vậy? Sao gần chùa mà coi như là khởi sằng bậy không vậy? Không cảm thọ được, không dụng công được, không thấy cái lợi ích được. Có nhiều người ở gần chùa họ buôn bán đất đai, họ tranh giành hơn thua, họ cái gì á? Trời ơi, còn thua lộ súc sanh vậy ta? Sao vậy ta? Nghe rồi sáng hôm sau vẫn không công phu, vẫn không vô chùa tu được, thua lò súc sanh. Tổ ông Quang nói có những lúc con người mình thua lò súc sanh, bởi vì ba cái nghiệp ác họ quá lừng lẫy. Ngày nghĩ đến cái chuyện chi chi á. Chi chi à? Hơn thua danh lợi, được đúng phải trái, tiền tình danh lợi, ngã mạn nghi ngờ, toàn là chất chứa trong thân tâm. Không có một chút xíu gì Phật Pháp dính trong tâm họ hết, thì họ thành gian ác rồi. Hơn loài cầm thú, mà đã hơn loài cầm thú trong hiện tại thì lúc chết là phải vô loài cầm thú rồi. Thấp hơn loài cầm thú là vô ngạ quỷ địa ngục, chứ đâu phải là chết là hết đâu. Đúng không? Cảm ngộ được chỗ này, cho nên chúng tôi nói cái lúc trước mà chúng tôi chưa đọc văn sao, chúng tôi chưa dụng công học các trường Phật học, học thiệt nhiều, mà học xong rồi để đối phó, và học rồi để đó, không áp dụng, cho nên thành ra nó quên sạch. Có được bằng cấp treo trong nhà bếp chơi để nhìn ngó chơi. Học mà không hành trì cho nên nó không có rõ được cái lý, nó không có ngộ được cái lý. Không có học, học mà không có phải thực sự học để mình hành trì, rồi văn như tu mà tu như tư á, rồi tu để mà mình hành trì để cho nó có kết quả. Rồi cuối cùng thì gì? Cái học đó là để chơi. Ấn Tổ hay nói, thời bây giờ học để khoe khoang ta là giỏi đạo Tây Thông gia,
cuối cùng không có lợi ích, bản thân không hành cho nên không cảm hóa được người khác. Để ý đi, để ý đi. Văn sao mà thực sự mà chịu thực hành đọc cái bộ giáo dục gia đình không thì tuyệt. Coi lại đi, đọc cái bộ sách gọi rằng là bảo thân tiết dục mà hành trì được thì cái sức ảnh hưởng kinh khủng. Nó nói là cái sự mà hành trì được thì có người này trở thành thánh hiền rồi thì người bên cạnh họ phải là thánh hiền. Chứ trường hợp cái thiện căn họ quá yếu kém, họ thấp hơn loài cầm thú thì nói họ cũng chịu, họ không làm gì được hết. Ghê chưa? Trong nhận cái tác dụng trong văn sao, thực sự mà nói, người nói những câu mình nghe thấy hay. Bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành độc, trí học chứng niết bàn, ngu học đọ nê lê là địa ngục. Người ngu là họ học không có hành trì, cho nên nó không có tiêu nghiệp, nó không phát sanh trí tuệ, cho nên thành ra họ học mà họ vẫn bị đọa lạc, đọa nê lê. Còn người họ học mà họ hành trì, họ biết niệm Phật, cho nên họ có trí tuệ, cho nên họ học họ chứng niết bàn. Cái chỗ này thấy sâu không? Thấy sâu không? Sâu không? Nên bây giờ cái người học Phật thì nhiều, học rất nhiều, nhưng mà làm không được. Nói một trượng không làm được một tấc. Phải làm rồi mình mới thấy cái pháp vị, mình thực hành rồi mới thấy cái pháp vị an lạc của niệm Phật, rồi mới chỉ người ta niệm Phật được chứ. Mình có niệm Quan Âm như ở trong này, ông đó ông nói ông khổ cùng cực, ông chịu hết nổi rồi ông niệm Phật không vào được thì ông nên niệm Quan Âm đi. Ngài cái cảnh giới này ngài vô rồi, coi kỹ trong văn sao những cái cảnh giới mà ngài vô rồi đó, sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Ngài nói cái cảnh giới mà thực sự tôi nói cho ông nghe là nước nóng lạnh, tôi chỉ nói cho ông biết cái cảm giác, chứ làm sao mà ông có thể là ông có thể có cái cảm giác ông trực tiếp uống được. Cái niệm Phật chỉ có cái người niệm Phật mà họ có thấy cái niềm vui của người niệm Phật. Chỉ có người niệm Phật họ mới biết cái niềm vui của người niệm Phật. Hỏi người trì chú Đại Bi họ mới biết cái niềm vui của người trì chú. Cái người niệm Quan Âm họ mới biết cái niềm vui của người niệm Quan Âm. Tôi nói cho ông là cảm giác thôi, làm sao ông biết được. Đó là cái cảnh giới ngài vô đó. Cho nên chúng tôi nói mà thực sự nếu mà cứ dành cái thời gian mà đi rao giảng hoài, rồi sức khỏe mình thì xuống mỗi ngày mỗi già rồi, thấy không ạ? Nay 51 tuổi là cái hàng năm là ngũ thập tri thiên mạng, nó cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ phải dành thời gian để ở nhà. Thực sự nếu đạo nghiệp mình thành tựu được là mình muốn tự tại giảng sanh, muốn giảng sanh lúc nào thì giảng sanh. Phật A Di Đà kêu thôi còn ở lại thời gian nữa thì lúc đó mới gọi là chắc ăn. Còn bây giờ chưa biết ngày giờ giảng sanh, đạo nghiệp chưa thành, tâm này để tán loạn, đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Tán loạn vô chuyện xây chùa, tán loạn vô cái chuyện bổn đạo, tán loạn vô cái chuyện tiền bạc, tán loạn vô cái chuyện đồ chúng nhiều quá thì coi chừng. Tán loạn trong cái chuyện con cái, nhà cửa, cuộc sống. Dĩ nhiên cái đó là mình phải tùy duyên lo, chứ phan duyên là nó tán loạn đấy. Phan duyên là nó tán loạn, còn tùy duyên nó khác lắm. Hiểu hai cái chữ này, hiểu hai cái chữ phan duyên với tùy duyên mà họ thượng tình không? Ngài cảm ngộ được cái chỗ này. Cho nên thành ra thực sự chúng tôi rất là ưu tư. Đó, bây giờ suy nghĩ mãi cho đến một tháng sau bắt đầu ra Hà Tĩnh, mà chuẩn bị ra đâu phải ra không đâu, chuẩn bị 1.000 cái máy 220 triệu, rồi sách kinh đồ này nọ chuyển ra, rồi chuẩn bị lo lắng đồ. Thực sự nếu mà mình thành tựu đạo nghiệp, mình biết ngày giờ bản sanh thì không thành vấn đề, mà khổ nổi bây giờ chưa biết mới chết đấy chứ. Không, cái này nói chân tình. Nói chân tình, cái gì biết mình nói biết, cái gì không biết mình nói không biết. Cái chân thật mình nói với nhau để bớt mời đi nữa chứ không có gì hết. Nếu mà thầy Lợi, thầy Nhật Minh, ông thấy cách hay mà ông vô đây mà ông nghiên cứu xong ông về ông mở đạo tràng thì ông thầy già này bớt khổ rồi. Hiểu không? Rồi thôi, cũng hoan hỷ tùy duyên thôi. Thôi, đến đây là hết rồi đó. Nhưng bây giờ còn một... cái cách mà niệm Phật đại chúng á, mà một câu ra tiếng trong máy và một câu khoảng trống á, thì quý vị niệm với đại chúng trong này là không ngán, không thành vấn đề, không ngán. Nhưng mà cái cách này áp dụng một mình á, nhiều lúc nó có thể là làm cho mình hơi chán đó. Bản thân chúng tôi đã áp dụng. Hơi ngán là gì? Bữa đó mình hơi mệt. Tự nhiên không bữa, bữa đó sao tự nhiên mình hơi thối chuyển. Và mình ngán với cái cách này, thì thường ngán với cách này thì mình có cách mình thay đổi một chút, xong rồi mình quay trở lại. Thì thường chúng tôi lễ Phật một mình buổi sáng, với đó là chúng tôi có cách lễ này, gọi là tu một mình. Đợt trước chúng tôi định nói nhưng mà không có thời gian, thì đợt này chúng tôi lễ cái cách niệm Phật một mình cho quý vị nghe ha. Nhưng mà thường mình vẫn lấy cái cách giống như ở tại đại chúng mình tu, là kinh hành cũng một câu trong mấy một câu mình niệm. Mệt thì mình niệm thầm hoặc là niệm trong tâm.
Mà lạ nha, một câu trong mấy khi mình niệm thêm một câu thì nó rất rõ ràng. Rồi nếu mà mình mệt nữa thì mình không đi thì mình ngồi. Rồi nếu mà mình lạy thì nó tốn sức hơn, nó hơi mệt thì mình ngồi. Hoặc là mình đi thì dùng cách đó. Mà nếu nó hơi chán một chút á, thì quý vị dùng cái cách lạy này thử nha. Dùng cách lạy này thử. Nếu mà tu một mình ở nhà, còn nếu mà đại chúng thì buộc phải có cái nhịp như vậy, chứ không thể tu một mình như vậy được. Cho nên Tổ Ấn Quang này có hai cách là tu một mình và tu đại chúng. Mà cái cách lễ Phật này chúng tôi cảm ngộ được rất là sâu sắc. Hôm nay chúng tôi lễ thử cho quý vị, đỡ lỡ trong này có một người tu ở nhà một mình nhiều lắm, thì quý vị về quý vị lạy thử coi cái cách này mình thấy cái hương vị nó làm sao. Lỡ cái cách này thì mình lấy cái hương vị như thế nào ha. Rồi. Thường thì đi kinh hành chúng tôi cũng lấy cái cách mà câu trong mấy y như đại chúng mình chút nữa tu á. Hoặc ngồi cũng lấy cái cách đó thôi, chứ không có cách nào khác. Cách đó nó dưỡng hơi với lại niệm ít có bị tán loạn. Còn nếu mà nó bị tán loạn là mình nhớ số. Đi kinh hành cứ nhớ là trong mấy niệm câu là số 1 mình niệm số 2. Thử đi. Còn trong mấy câu số 3 mình câu số 4. Cứ mấy lẽ mình chẳng, mấy lẽ mình chẳng. Đi kinh hành nếu mà nó bị vọng quá đó thì cột vô số. Còn nếu mà nó không vọng mà mình niệm vô số, mình thấy cái tinh thần mình nó hơi mệt, tức là mình để tâm vô số mà mình niệm nó vẫn cứ lộn, thì thôi mình niệm trơn luôn. Chứ không phải nhớ số dễ ngàn. Nhưng mà cái cách lễ Phật này nhớ số rất dễ nhớ số. Nhớ làm sao? Một hơi ba câu, rồi quỳ thấp xuống một câu, đứng lên câu là 5. Rồi một hơi ba câu nữa là 8, quỳ thấp xuống một câu là 9, đứng dậy câu 10. Xong rồi trở lại 1 đến 3. Giờ nhìn này nghe. Cái cách lễ này Tổ Ấn Quang nói là không ra tiếng, chỉ ra hơi đủ nghe thôi. Mà nếu mà mình quỳ thấp xuống mà mình niệm trong tâm được, mà hít vô thì rất là khỏe. Mà trong tâm không rõ ràng thì lúc này cũng phải thầm luôn. Thì cái cách này nó sẽ khỏe hơn, nó dưỡng hơi, nó làm cho mình khỏe hơn là một câu trong mấy, một câu mình niệm cái lúc mình lễ Phật. Lúc mệt mình lễ Phật một câu trong mấy, nó kè liên tục đúng như cái khoảng cách như vậy, nhiều lúc mình bị mệt. Còn cách này bỏ mấy thì nó sẽ kéo dài thời gian thư thả hơn, nhưng mà rất là nhiếp. Thường chúng tôi hay dùng buổi sáng là một mình tu, là tu lễ cái cách này là không mấy, lúc đó tắt mấy. Nhưng mà nhiều lúc mình mấy mà một mình mấy hoài, lễ cũng mấy, đi cũng mấy, ngồi cũng mấy, nhiều lúc nó hơi ngán một chút. Nó hơi ngán chứ không phải là đơn giản đâu. Còn nếu mà không ngán thì quý vị cứ dùng cái cách là trong mấy câu mình câu đi đứng hoặc và lại. Còn nếu mà nó hơi ngán cái cách lại thì đổi qua cách lại này nha. Nghe nè. Lúc mình niệm á thì mình hít hơi vô sâu một chút xíu và mắt của mình mở hí thôi, đừng có nhìn. Tổ Ấn Quang đó là nếu mà mình lễ Phật hoặc mình niệm Phật mà mắt mình mở banh ra, cái nhìn trừng trừng lên tượng Phật, cứ mong Phật xuất hiện là cái chừng ma xuất hiện. Chưa đến tình trạng này thì mắt mở 1/3, gọi là hí, gọi là phủ đôi mi. Nhìn nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái cách ba câu này mình niệm hơi nhanh một chút, không chậm, chậm nó hơi mất thời gian, nhanh mà rõ ràng, nghe nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xuống duỗi 10 đầu ngón chân ra, khi mình xuống mình lấy hai tay mình chống cho cái người mình nó nhẹ nhàng. Thì nếu mà người mà cái tâm họ sức định sâu á thì họ niệm trong tâm, họ vừa niệm họ vừa hít vô, họ đưa cái câu Phật hiệu vô trong tâm luôn thì rất là khỏe. Còn nếu mà trong tâm mình niệm nhạt nhòe, mình niệm không rõ thì lúc này thầm thêm câu nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này một câu thôi nha, cái này một câu thôi, cho nên một lạy là đủ 5 câu mà không tính đếm lạy, chỉ nhìn thời gian mình lạy, nhưng mà tính trên cái niệm thôi. Tức là 4 niệm nè, niệm này niệm thứ 4 nè. Nam mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình không niệm thầm á mà niệm trong tâm là Nam mô A Di Đà Phật, chúng tôi hay ngắt nhịp cho nó rõ, rồi mình hít vô, vừa niệm vừa hít vô luôn. Rồi khi đứng dậy nếu mà mình niệm trong tâm không rõ đó thì mình niệm thầm thêm câu nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ nha, nhớ đứng dậy á, đứng dậy đừng có chồm đến về ngang. Cái cách của Quách Huệ Chân á, của pháp sư Quách Huệ Chân, cái cách đứng dậy của họ nè. Bật người thẳng. Cái cách này khỏe, lạy một tiếng đồng hồ không mệt là cái cách của Quách Huệ Chân, bác sĩ Quách Huệ Chân và pháp sư Đạo Chứng á, họ đứng dậy á, họ không có chồm như vậy nha. Khi mà mình đứng dậy mà mình chồm tới trước vậy đó, cái hơi thở mình nó bị bí liền, nó mệt. Còn nếu mà mình bật người vậy á thì nó khỏe hơn.
nó khác hơn là chờ người tới nè. Đứng dậy không, vừa không đẹp mà vừa không khỏe. Còn cái đứng dậy vừa đẹp mà vừa khỏe nè. Cái thế này là cái thế mà chúng tôi cảm giác tuyệt. Lại càng nhiều mình mới thấy cái thế này nó khỏe. Khỏe hơn là mình chồm tới. Không có chỏng mông nữa, đứng dậy thẳng như cái hình trụ, rất khỏe. Để chút nữa quý vị lễ Phật, quý vị bật người dậy chứ đừng có chồm tới, quý vị khỏe. Rồi tiếp tục, khi đứng lên là 5 câu đúng không? Rồi tiếp 3 câu nữa nè, là 8 nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi mình lễ một câu, mình trong mấy câu mình lễ lúc mà nó mệt á, thì mình niệm kiểu này nó giãn thời gian một chút, nhưng mà rất là nhiếp. Tiếp 3 câu nữa nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái cảm giác mà khi mà quỳ thấp xuống, mắt mình mở hí hí mà hít vô đưa câu Phật hiệu vô trong rõ ràng, tuyệt, tuyệt lắm, rất tuyệt. Vừa xuống là mình vừa hít vô, mình đưa câu Phật hiệu vô trong tâm luôn nha. Vừa xuống vừa hít vô, vừa hít vô mình đưa câu hiệu phân tâm trong tâm mình xuống luôn. Khi lên thì niệm trong tâm thôi, khỏi còn hít nhiều. Khi lên thì không hít được nhiều, khi lên là bình thường thôi. Thì khi mà người mà luyện được cái hơi thở này mà hít sâu á, thì cái hơi thở người ta càng dài thì cái thọ mạng người này càng dài. Hơi thở càng sâu thì thọ mạng người này càng dài. Để ý đi, con nai nó chạy nhanh thở hì 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 vậy mà nó chết sớm. Con rùa nó đi từ từ vậy mà nó sống vài trăm năm. Cái hơi thở cực kỳ quan trọng, nhớ ha. Rồi như vậy xong hết, được rồi. Thôi giờ đứng dậy hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe Pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111-747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561
0970 747474, Nem ốp account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.